dọn đồ đi, mấy họ lại hết trơn rồi. Dọn vô coi. À, nè nè nè, cầm cầm cái nón cho anh lên. Dẹp đi, dẹp đi, để. Dọn nhanh ghê. Kéo này lâu mà dọn nhanh dễ sợ. Hoàng thượng dạng tế, dạng dạng tế. Gì vậy ông? Thưởng đâu hòa thượng? Thử coi. Ngồi trên này nè. Thấy đẹp quá. Bệ hạ, bệ hạ xuống cho kẻ hạ thần dọn đồ. À, đó, thấy chưa? Ngồi lên ký đồ người ta hát mà. Xin lỗi ạ. À. Dạ. Cậu. Cậu nói cậu nghe nghe. Sao? Công nhận cái cô đào chánh hai sừng á, ở trong cái gánh này á, hát hay hết sức luôn. Ăn đứt mấy cô đào ở mấy gánh khác nha. Chết à, cái cô mà đóng Mộng Hoa Dương hồi nãy á, tôi thấy cô yếu đuối mảnh mai mà diễn phải khóc than vậy á, chắc mệt lắm ha, tội nghiệp quá à. Trời ơi, nghề nghiệp của người ta cậu ơi, hát riết rồi quen hà, nó mệt mới có tiền chứ. Hát vậy á mà nhiều khi không đủ tiền đi chợ nữa đó. Thôi mình đi vô đi, chứ để xương xuống bệnh à. Thôi anh Chết à, tôi thấy tình cảnh anh em bạn hát vất vả, tôi tội nghiệp quá à. Vậy mà hồi đó không biết sao tôi ghét họ dữ luôn á. Hát đến khuya đêm nào cũng vậy trơn á. Tiền bạc không đầy đủ sao họ sống được. Ừ, hồi nãy có ba tôi không có dám đó. Bây giờ nè, anh cầm ít tiền nè. Ha. Nè, này nè, đem vô cho mấy anh em trong cái thác á, mua thuốc, mua cà phê, ăn tối được ha. Dạ. Ha. Ê, 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 ê. Dạ. Còn tiền này nè, anh đem vô dành riêng cho cô Đào Chánh. Tôi tặng cô Đào Chánh đóng cái Mộng Hoa Dương á. Ha. Đi đi, đi đi. Dạ. Cái này bên này là của mấy anh em. Đúng rồi. Còn bên này là của cô Đào Chánh. Đúng rồi đó. Biết rồi. Rồi sao không đi, đi làm gì vậy? Còn phần nào để trám miệng con không? Trám miệng là gì? Trám miệng. Trời ơi, trời ơi. Trám miệng em đặng em khỏi nói cho cô Thanh biết. Xin lỗi, xin lỗi. Cô Thanh về vợ sắp cưới của cậu á. Hí bỏ không? Để tôi lì xì sao? Đi đi. Nhớ nha. Ừ. Nhớ có phần trám miệng không? Có là... Chánh về nha. Ơi, tao nói tao ở đây chừng một tháng là tao mập lên mấy ký nữa cho mày coi, chắc là tao lấy chồng tao ở đây luôn á. Bảy ơi, Bảy à. À, chào cô. Dạ xin lỗi cậu, cậu có phải là cậu hai con Quan Phủ không ạ? À? Dạ phải. Hèn gì em nhìn đứng đi dắt đứt của cậu lại biết liền à. Tao nói nó sang thiệt là sang vậy đó. À, dạ cô quá khen rồi. Dường như cậu đang đợi ai trong gánh hát này hả? Ờ, à, tôi đợi người nhà. À dạ, vậy để em lấy ghế em mời cậu. À, thôi được rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, tưởng cậu đợi ai trong gánh hát này thì để em kêu giùm cho. À, tôi chưa có quen ai trong gánh hát này cả. Vậy cậu hai có muốn làm quen ai trong gánh hát này không? À cô à, tôi... Cậu hai đừng có ngại ngùng chi hết á. Cậu hai, nếu như mà cậu muốn kết bạn cùng ai, em sẽ giúp cậu ngay. Ở đây ai cũng hát hay, lại còn xinh đẹp quý để người sang trọng. Em nói rất thiệt lòng, dạ em chưa có chồng. Ý cô là... Dạ em nói ngắn gắt quá cậu hai không hiểu hả cậu hai. Ý em nói là trong gánh hát này á, có mấy cô đào hát hay xinh đẹp giống như em vậy nè, quan trọng là chưa có chồng. Nếu mà cậu hai có muốn nha. À, dạ. Tôi chưa muốn kết bạn cùng ai mà chỉ thấy mê say làn điệu cải lương khoan nhạc du dương và cảm thương số phận từng nhân vật. Nghệ sĩ rất là đa tài, tôi ái mộ vô cùng. Nói vậy nãy cậu hai có xem hát hả? Có, hồi nãy cô có hát không? Dạ, tuần này em có vai, nhưng mà nay em không có hát. Ủa sao vậy? Dạ, tại vì con Đào Chánh không có bệnh. Trời đất ơi. Cậu hai mà nãy em có ở trong cánh gà đó cậu hai, em hát hậu trường, em hát với ông bầu đó. Cậu hai nghe giọng em thánh thoát dễ sợ hơn. Còn cái vai Mộng Hoa Dương hả? Sao? Em diễn hay lắm. Em diễn cho cậu coi nha. Triệu Nguyên Nhung. Khanh yêu trầm mà. Dạ. Khanh hãy nghe nhịp đập của trái tim. Cô à. Em diễn sâu quá mà.
không cậu hai? À, dạ à, nè, chứ cô Mộng Hoa Dương hát hồi nãy hay quá, hát cái cô hát đạo cách á, hát hay quá. Trời ơi, nó hát sao hay bằng em? Tại vì nó là con của ông bầu đó, cho nên là nó mới được đóng cánh thôi. Cậu hai, cậu đừng có làm quen với con nhỏ đó nha. Sao? Trời ơi, nó ỷ mình có chút dung nhan rồi đi bầu bạn con trai sang giàu. Ai mà giàu vô, nó cạo tới xương, hết tiền hết bạc nó đạp luôn ra đường. Nhưng mà qua các giấy tuồng, tôi thấy rằng cô ấy rất thuần lương, gương mặt đẹp giọng du dương lạ thường. Nhiều người lầm tưởng đến cuộc đời tan nát, nó ác ngầm nên đất kẻ nhận ra. Quân yên lành cậu nên tránh cho xa, không thì mang quả chứ chẳng chơi cậu à. Cậu nghe em nói nè, cậu không nghe em nói là mai mốt cậu đừng có hối hận nha. Xưa nay á, tôi chỉ tin những gì mà tôi tận mắt tôi nhìn thấy kìa. Nhưng mà em ở trong gánh hát cho nên là em rất rành, cậu hiểu không? Cậu... À, chị Sương! Trời ơi! Chị Sương! Chị Sương ơi, hôm nay á, chị diễn vai Mộng Hoa Dương xuất sắc quá chị Sương ơi! Trời ơi, nãy em ngồi trong cánh gà đó, em coi chị hát. Trời ơi, nhập vai xuất thần luôn. Em coi để em học nghề của chị đó chị. Trời ơi, em ngưỡng mộ quá chị Sương ơi! Dạ chào cậu. Dạ dạ cậu hai ý, chị Sương nói chuyện tự nhiên nha, em có công chuyện rồi, em đi trước nha. Dạ dạ. Khanh có lòng yêu trẫm thì Khanh cứ yêu, hãy yêu ngay bây giờ đi. Trẫm cho phép Khanh yêu, đừng để trẫm trễ một phút giây nào. Vì lát nữa đây Khanh sẽ không còn gặp trọng. Cậu hai ghẹo em. Sao? Cô khỏe chưa? Dạ. Thấy cô hát mệt tôi ái ngại quá à. Tôi muốn nắng lại đây á, để hỏi thăm sức khỏe của cô và chia sớt cái cực khổ với anh em ở trong cánh hát á. Dạ cảm ơn cậu hai. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Đêm nay cô diễn thật là xuất sắc, khiến tôi mơ màng, tưởng mình đang lạc vào một thế giới thần tiên. Trong đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai điệu du dương. Trầm bổng có mãnh lực lôi cuốn tâm hồn, và người đẹp ngày xưa vừa sống dậy ở nơi cô. Lâm liệt quay phong khi song pha giữa tên giao trận tiền, những suy lý yếu mềm giữa tình trường thiết tha. Dây vẻ đẹp quý nghi lộng lẫy dưới ánh đèn, cô chinh phục dễ dàng cảm tình đặc biệt của người xem. Riêng tôi thì đây là lần thứ nhất trong đời, sau khi giảng hát rồi tôi tiếp ghé ngẩn ngơ. Sao màn nhúng vội khép lại chi, cho tôi không còn trông thấy dáng hình của người có đủ sắc đủ tài, đã làm cho lòng tôi xao xuyến. Cậu có lòng cảm ơn nên không tiếc lời khen, chớ nào có đáng chi một đào hát nghèo như em. Năm tháng quá mau kéo dài kiếp sống nổi trôi, hát trong miếu đình hay trong chợ làng xa xôi. Một ước mơ đơn giản là nuôi sống thân mình và lưu lại chút cảm tình trong lòng khán giả bốn phương. Thật đáng khen thay, cô có những ý tưởng khiêm nhường, lời nói lại dịu hiền, không như lời đồn đại.
nhiều thành kiến và khinh thường những người hát ca, nay bỗng chốc lại tiêu tan và sẽ mãi nhớ đến cô. Cảm ơn, xin cảm ơn cậu hai đã thấu hiểu và thông cảm. Đêm nay gánh hát của em phải rời chỗ này để dọn đi nơi khác, nhưng em cũng sẽ không quên tấm lòng tốt của cậu hai đối với anh chị em trong gánh hát và đối với riêng em. À thôi, đêm khuya rồi, em xin phép cậu em xuống ghe. À, cô Xuân à. Dạ. À, cô Xuân ơi. Dạ. Gánh hát khoan dọn đi đã, để tôi giúp cho cánh tầm Xuân nó dời qua bên đình đó. Ở đây hát thật lâu, để tôi được xem cô Xuân hát mỗi đêm trên sân khấu nè. Vì tôi... Cô xin lỗi. À, ông bầu gọi cô Xuân xuống ghe ăn tối rồi nghỉ sớm. Ngày mai dời bến còn phải tập tuồng nữa. Chút nữa em quên rồi. Dạ chào cậu, em xuống ghe để ba em đợi. À, cô Xuân à, rồi chừng nào cô... Cậu hai, cậu không nên lãng vãng theo bọn lưu linh lưu địa chúng tôi. Chỗ cậu hai là Vinh Quang Phủ kìa. Không có luật lệ nào cấm tôi kết bạn với anh với cô Xuân cả. Nè, hồi nãy anh đóng vai chị Nguyên Nhung gì đó, hay quá trời hay luôn gì đó. Nguyên Nhung khôi ngô trên sân khấu, không che đậy nổi con người kép dân hèn mọn ở ngoài đời. Tôi không đủ tư cách làm bạn với cậu, cũng như cậu không thể làm bạn với cô Xuân, bởi hai đàn cách ngăn chúng tôi xuất thân lãng bạc kỳ hồ. Còn cậu chính chính là đường đường con quan quyền thế cao sang. Tôi không màng cao sang quyền lực, kẻ trực người hầu, chỉ thích sống yên lành giản đơn như một thường dân. Tôi ngồi xem các anh các chị với ánh đèn diễn ca, tôi không khỏi xót xa, mang khiếp tầm phụng thị cho người ta, mà suốt đời chịu tiếng dèm pha, gian nan cơ cực không cất đầu lên được. Cảm ơn cậu quan tâm, nhưng mấy lời tán tụng chỉ để làm vui bụng. Không phải tôi nói suông đâu, mà tôi tính vậy nè. Cậu hai, cậu tính không bằng thành kiến xã hội tính. Người ta đã liệt chúng tôi vào loại rong rêu của cuộc đời, cậu làm sao mà trao chuốt chúng tôi thành trân châu bảo ngọc được. Đội đá giá trời đó cậu hai ơi. Nhưng mà anh à, ủa sao kỳ vậy? Chết, tại sao tôi có lòng minh vực người ta mà người ta lại nhạo báng chế nhiễu tôi là sao? Tội nghiệp cậu, ăn học nhiều mà sao có không hiểu được à? Là sao? Nó ghen. Ghen gì? Trời ơi, gia tài của Triệu Nguyên Nhung có một bà mộng qua dương à. Cậu đòi vô cậu rinh ổng không đổ máu với cậu là hên rồi đó ngang. Thôi đi vô ngủ đi. Vô ngủ đi, nhìn hoài. Ôi, nhiều chuyện quá đi. Tôi đi đâu? Tôi đi kể tôi. Cậu, trời ơi, mê bà mộng qua dương chắc luôn rồi nè. Nhà mở cửa thôi. Ra lá, nhanh lên. Lá xốp thì ngực mình. Để mở cửa. Từ lâu quá nè. Ai mở cửa coi. Để mở cửa nó mất tiêu rồi. Dậy ngủ đâu rồi? Ba. Tôi đây nè. Qua đây. Trời ơi, mấy mốt mà ngân mở cửa nhẹ nhẹ giùm. Mở mở ra văng vô vách luôn là sao? Được rồi. Chút xíu bà nhỏ quá nó ráng chịu đi. Trời ơi. Tuấn đâu rồi? Nó đi đâu sao tôi biết được? Ba quản lý con mà không biết là sao hả? Kỳ không? Chắc tôi qua gánh hát rồi. Quá sức rồi. Nó mê coi cái nát y như ông chứ gì. Nè, chuyện của nó bà tính gấp gấp giùm tôi cái ngang. Để lâu phiền phức lắm đó. Sao ngộ không? Ông nói cái chuyện đó để ông tính, rồi bây giờ ông bàn qua tôi là sao? Mấy bữa tôi sắp đặt xong hết rồi. Bây giờ nó muốn thay đổi kìa. Thấy không? Ừ. Ai nói ông chuyện này? Thì đám gia nhân trong nhà nói tôi nghe chứ mà nói. Tối hôm qua, trước khi cái nát trình diễn đó, thì thằng Tuấn con Thanh không biết tại vì sao
sanh chuyển cãi nhau. Quan Thanh tức giận bỏ đi về từ lúc nào. Thằng Tuấn sau đó ngồi thẳng nhiên xem hát. Sau khi giảng tuồng còn ghé vào thăm cô Đào Chánh, cô gái hát Tầm Xuân nữa đó. Nghe chuyện này tôi quá đôi băn khoăn. Không lẽ nào thằng Tuấn con ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này mới kiếm chuyện đầy đà cái giả với con Thanh? Chắc là vậy đâu đó. Mà ông biết tụi nó cãi nhau gì không ha? Biết tôi hỏi bà làm gì? Bà biết không? Sao? Không. Chọc điên hoài. Bây giờ tôi có cách. Cách nào? Chết à? Chưa nói chi? Chết. Béo. Chết. Dạ dạ dạ. Con Triệu Quân Chích. Gì vậy? Xin đợi lệnh ông bà. Ê ê ê, đây phải gánh hát nha. Ê ê, mày đi theo cậu hai, mày riết rồi mày hát gánh hát luôn hả mày? Quá dạ. Béo ơi. Ông bà cho gọi con. Tao nghe người ta nói á, hôm qua cậu hai mày với cô Thanh nó cãi giả nhau vậy phải không? Đứa nào? Đứa nào nói cho bà nghe chuyện này nó nhiều chuyện quá vậy? Nè, đứa nào? Đứa này nè. Mày nói biết trong nhà mày mà biết đứa nào? Hổn quá mất rồi đó ngang. Dạ xin lỗi ông. Chắc ông bà nghe cái đám kẻ ăn người ở trong nhà nói tầm bậy tầm bạ. Tụi nó biết cái gì đâu mà nói. Ông bà đừng có tin. Muốn biết gì á hỏi con nè. Làm gì làm con cũng là người thân cận với cậu hai. Con biết cho nên con mới nói tụi nó nghe đó. Vậy là tóm lại mày có nói phải không? Con chứ ai. Con nói tụi nó nghe tụi nó mới đồn ra nhiều á. Bây giờ tóm lại là chuyện này mày biết đúng không? Dạ biết. Đầu đuôi sao kể ông bà nghe coi. Dạ không được. Sao vậy? Cậu hai biết cậu hai rầy con. Không sao, có bà bảo đảm con đừng sợ. Nói. Nhưng mà không có được. Sao kỹ? Cái này là chuyện riêng tư của người ta. Mình tò mò tọc mạch á. Cái chuyện đó ha, là mất lịch sự, là vô văn hóa. Trời. Ý mày chửi tao là mất lịch sự, là vô văn hóa hả mày? Hả mày? Mày quá trời quá đất mày rồi hả mày hả? Bà đéo đi. Mày giỡn mặt. Trời ơi là trời. Vô văn hóa. Đưa mày. Mày né. Mày né. Thằng trọt một cái một là giỡn mày nè. Mày điên hả? Mày điên hả? Mày bệnh hả mày? Dạ đâu bệnh quả gì đâu. Không bệnh được như tao đánh mày. Tại sao mày cười? Dạ con cười chứ. Là số là tháng trước đó nha. Là con có đi coi bói. Thầy bói nói rằng năm nay vận con xấu, có thể bị té lầu, bị bể đầu, gãy chân, mất hết cả hàm răng hay liệt toàn thân. Như vậy? Nếu gặp ai tức là giận quánh con cho thiệt mạnh, họ gánh hết rủi ro thay thế chuyện đó con. Cái gì mày? Mày nói vậy là nãy tao quánh mày là tao rủi ro hả? Dạ con không dám, nhưng mà ông bà đã quánh con thì ông bà gánh hết rủi ro cho con. Trời ơi. Mày giỡn mặt mày hả mày? Trời ơi, mày trồ mẹ. Cái gì hả? Ông thầy ông còn nói con á nghe. Sao? Ai mà quánh con nữa đó, đã nghe cái chuyện này rồi mà quánh con nữa là mang quả chết chùm. Trời ơi, trời ơi, ba người chết hết sao? Ba người chết hết hả? Ông nói vậy là mày nói vậy là sao? Trời đất ơi. Dạ không, chưa lại thằng con trai, hai vợ chồng chết thôi. Tại sao tôi là con trai? Dạ tại còn con theo ở đợ đặng kiếm tiền. Mày hả? Có khách. Nhà có khách. Một lát khách về mày chết chứ tao. Cô Thanh vô đây. Quá trời. Ê, cô Thanh ơi, bữa nay cô đẹp quá trời, cô đẹp quá trời, cô Thanh ơi. Không có cô là con chết rồi. Bữa nào cậu Tuấn cũng khen cô hết á. Mà thiệt nha, em cũng khen cô nữa. Em khen cô ha, đẹp người, đẹp nết nè ha. Có lòng thương người, giúp nào cũng có giúp đỡ cho kẻ ăn người ở. Nói thiệt với cô, trên đời này kiếm một người như cô khó lắm cô ơi. Em cảm ơn anh Chích. Không có gì, kiếm người như cô khó lắm. Anh giữ xài giặt nha. Ê, mày dẻo miệng quá ha. Ngày mai dọn quần áo ra khỏi nhà tao nghe mày. Hả? Trời ơi, chuyện làm ăn riêng của người ta sao bà cứ vậy hoài. Trời ơi, mày trả treo với tao nữa hả? Mày đi không? Này, kiếm thêm chút đỉnh đi, chở gặp thế đồ. Trời. Giờ đi vô không? Mày lãnh lương nhiều khổ quá ha. Mày lãnh lương nhiều khổ lắm nha. Chào cô Thanh. Dạ. Tháng này khỏi nha. Dạ. Trời quá đất á. Chào hai bác. Chào cháu. Thôi cháu ở đây nói chuyện với
bà nói chuyện với cô Thanh nha. Tôi lên trên đỉnh chút tôi về. Rồi đi đi sớm về sớm nha. Cháu nhà chơi nha cháu. Dạ. Vô vô đây con. Cha, bữa nay nhìn con đẹp ghê ngang. Hèn gì thằng Tuấn nhà bác á, nó chết mê chết mệt con. Ta nói nó ngủ mà nó nằm mơ, nó không gọi tên con nữa đó à. Tại bác không biết đó thôi, chứ con thấy anh Tuấn không có yêu con. Bảy nè, hai đứa từng là bạn học với nhau, cha mẹ hai nhà cũng đã hứa hẹn cho hai đứa nên duyên chồng vợ. Không lẽ con... Dù là vậy, nhưng con cảm thấy giữa con và anh Tuấn như có ân tình lớn khuất bên trong mơ. Đón đôi lòng chưa đồng điệu cảm thông mơ. Như cánh bèo trên sông đùa với con nước chung dòng xuôi về biển đông. Nhưng khoảng cách nó mênh mông mơ. Nếu không cùng nhau giờ chung giấc mộng mà về sống bên nhau trên danh nghĩa vợ chồng, lửa hương sẽ kém mặn nồng, rồi sẽ chất chồng cay đắng thương đau chi bằng phải xa nhau. Để mai sau không mới đau khổ đọa đài theo tháng rộng năm dài. Hoài bi ai phiền muộn, thằng Tuấn hết lòng hết dạ thương con. Nhưng mà bác ơi, anh Tuấn... Con nghe lời anh... bác đi. Thằng Tuấn nó nghe lời bác dữ lắm. Bác nói là nó nghe lời. Nó bác nói nó thương con là nó thương con. Nếu mà nó về đây đó ha, cái bác biểu nó ba mặt một lời nói chuyện với con cho ra lẽ cái chuyện này nghe không? Đừng có sợ, có bác ở đây. Dạ, nghe không? Con cảm ơn bác. Thưa bác, con mới về. Anh Tuấn. Thanh mới qua chơi hả? Dạ. Ngồi nói chuyện với má nghe. Dạ? Thanh qua kiếm con có chuyện cần nói nè con. Ở đây nói chuyện với anh nghe. Bác ra sao có công chuyện chút nghe không? Có chuyện đàng hoàng lắm. Thanh sang đây chắc có chuyện gì à? Người ta nói là đêm hôm qua anh đã ở lại và nói chuyện với con. Với cô đào hát đó. Thanh theo dõi tôi sao? Anh nói quá nặng lời rồi anh Tuấn. Mà với tư cách hiện tại của em bây giờ, em có theo dõi anh hay không cũng là điều hết sức hợp lý. Bởi chúng ta sắp nên nghĩa vợ chồng, mai đây về chung sống bên nhau, nghĩa chồng cao sao trước chen gì. Nếu như anh ân tình phụ bạc bỏ rơi em vì con đào hát tầm thường, chuyện gì xảy ra sẽ rất đổi khó lường khi trái tim này đã bị tổn thương. Cô ý chồng mẹ cha rồi xem thường thiên hạ, lời lẽ khiêm nhã dễ gây bất hòa, lỡ mai sau chung sống một nhà khó mà đạt được mặn mà yêu thương. Chuyện mai sau thì để mai sau hãy tính, còn bây giờ em muốn biết có phải anh đã yêu cô đồ hát đó rồi phải không? Từ bao giờ Thanh cũng cho mình cái quyền can thiệp vào đời tư của người khác? Anh Tuấn, từ khi cha mẹ hai nhà tác hợp cho chúng ta nên nghĩa vợ chồng, anh nên nhớ chỉ còn vài tháng nữa thôi là lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra. Lấy tư cách của một người vợ sắp cưới, em cấm anh không cho anh quan hệ bất cứ tình cảm với cô gái nào khác, anh biết không? Cấm? Thanh nghĩ Thanh có thể cấm được tôi sao? Anh Tuấn,
nghĩa là anh vẫn tiếp tục qua lại cho cô gái đó. Thành, tôi giao du qua lại với ai đó là quyền cá nhân của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với Thanh hay đợi sự cho phép của Thanh. Thanh à, hiện tại chúng ta chưa là gì của nhau cả. Thanh nên xem lại cách ứng xử của mình. Tốt hơn hết, nên giữ đúng lễ nghi của một gia đình, gia giáo. Ba cái phong phi rồi cái màn rồi đó, làm cho nó gọn nha tụi con. Quấn lên để mưa gió rồi nó dột rồi nó hư, rồi không có tiền đâu sắm cái mới, nghe không? Ê trời đất ơi, ôi ba cái giáo mát kiếm cung mà nó dục tùm lum gì nè. Rồi lỡ mấy đứa nhỏ nó không biết, nó rắn mắt rồi nó chơi nó phá rồi nó gãy hư hao hết, rồi tiền đâu mua. Gánh hát nghèo chứ phải giàu đâu mấy đứa này. Nó không biết bảo quản gì hết trơn hết trọi à. Dặn hoài cũng vậy à. Đứa phải nhịn chút chứ. Lâu lắm rồi mới cầm lại cây giáo để múa dài đường cơ, còn khí thế không nghe. Hey. Nhớ hồi đó bộ gọn lắm, giờ già làm như nó quệt ta, yếu. Ôi mới ngày nào còn trẻ cũng làm khép chánh như ai vậy. Chớp mắt cái đã già, giờ làm ông bầu gánh hát, hơn nửa đời gạo chợ nước sông ăn quán ngủ đình, cực khổ lắm, dinh nhục thăng trầm bao lượt. Mà có bỏ được cái nghề đâu. Cái nghiệp nó đã bệnh chặt vào thân rồi. Ba. Sao ba không ăn cháo? Ba chưa có đói. Con có pha cho ba bình trà. Ba uống trà nghe ba. Cảm ơn con. Trà thơm lắm. Hồi sáng cậu Tuấn cho người mang qua tặng ba đó. Là cậu Hai à? Dạ. Nóng nha ba.
Hình như ba có chuyện không vui hả ba? Xuân à. Dạ. Cậu Hai Tuấn đó rất tử tế với gánh hát của chúng ta. Ba cho rằng ngoài cái tấm lòng mến mộ nghệ thuật ra, cậu ấy còn một thứ tình cảm khác đó con à. Ba, chuyện tình cảm của cậu Hai nó nằm ở trong lòng của cậu ấy, con làm sao biết được hả ba? Nhưng mà ba nghĩ ngợi nhiều chi cho nhọc công ba. Người ta tử tế với mình thì mình cứ vui vẻ đón nhận. Sau đó mình sẽ diễn thật hay, hát thật tốt, là coi như mình đã đền đáp ân tình tri âm của người ta rồi ba. À. Này Triệu Nguyên Nhung, khanh yêu trẫm mà. Khanh có lòng yêu trẫm thì khanh cứ yêu. Hãy yêu bây giờ đi. Ta cho phép khanh yêu. Đừng để chậm trễ một phút giây nào, vì lát nữa đây khanh sẽ không còn gặp trẫm. Bay phải lòng cậu Hai Tuấn rồi phải không? Ba nói vậy chắc con hiểu ý ba phải không Xuân? Mình là nghệ sĩ, dù cái nghề của mình là cao quý, nhưng người đời vẫn dành cho chúng ta nhiều thành kiến. Cho nên ba muốn nhắc con, với những bậc công tử giàu sang, con đừng nên nặng lòng bận và yêu thương, để không vương mang đau khổ buồn và đoán không đại đọa trái tim hồng. Đời người nghệ sĩ long đong như cánh lục bình trôi dạt trên sông, chim nôi bên bông mà định kiến cuộc đời là bão giông. Quay động từ đây sông muôn lượng sông dân trào, phần lục bình sẽ trôi vào bể dầu, rồi trọn kiếp sẽ đau sầu khi môi duyên đầu vỡ vang. Con đâu dám đã mang trong lòng nhiều ước vọng, đời hát trong sông nước phiêu bồng, chỉ mong vui sống cạnh cha già trọn đời theo nghiệp cầm ca. Cha mày, mày nghĩ được vậy là bà vui lắm. Bà yên tâm rồi. À, nhưng mà vậy, nói gì thì nói nghe, ba cũng không muốn bay sống vậy suốt đời đâu nghe. Cũng phải có gia đình nè, rồi cũng phải sanh cho ba cháu ngoại để ba ẩm đồng cho nó vui đoàn chứ, thấy không? Vui gánh hát của mình đúng không con? Ba... Nhưng mà vậy nè, chồng của con á phải là người hiểu con, rồi phải thương con, phải biết quý trọng cái nghề của mình thì ba mới chịu nghe. Chuyện này tính sau đi ba, vạn sự tùy duyên. Mình tính trước bước không qua
Thôi cứ để ông trời ăn bài đi ba ha. Ừ. Thôi giờ vậy, nói chuyện nãy giờ cái tự nhiên ta thấy sốt ruột quá. Nấu cháo rồi phải không? Dạ. Rồi để bà vô bà làm miếng cháo đi. Dạ. Hấp miếng cháo cái nghỉ sớm rồi mai còn tập tuồng nữa con. Chị Sáu ơi, múc cho ba tô cháo giùm em đi chị, rồi em vô dọn phụ chị luôn nè. Đó, đời nghệ sĩ là vậy đó, rày đây mai đó, vậy mà nó vui. Có hai cha con à, hữu hỷ tâm sự vui buồn có nhau. Thấy vậy chứ đầu chánh của tôi đó ngang. Đâu phải giỡn. Nhắc đi. Nóng quá trời quá đất. Ăn có bữa cơm mà mồ hôi ướt hết quần ướt áo. Mà ở đây xung quanh trống rỗng, sao không có miếng gió? Đúng là cái chỗ này hắc ám thì sợ. Nóng quá sao mà ngủ đi không biết. Bực bội. Ơi. Cú. Đầu hôm mà cú đâu kêu vậy? Cái gì ở trong cánh gà vậy? Không có ai hết. Chị hồi nãy cái gì? Trời ơi, mình đang ở đền ở miếu. Không lẽ nãy mình nói bậy nói bạ? Ông bà cổ trên quở mắng mình. Dạ, con xin lỗi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy tha lỗi cho con không dám nói bậy nói bạ nữa. Dạ, mô Phật. Dạ. Ta tha lỗi cho con. Đứng lên đi con quỷ. Ba. Đứa nào đó bay, đứa nào đó. Nửa đêm nửa hôm đang ngủ mới la ôm sùm vậy. Để cho người ta ngủ đi nha. Tôi trai đẹp. Sao mửa vậy? Nghe nói trai đẹp ngói. Người chứ không phải ma đâu mà sợ. Làm quá. Người hả? Không nhìn trời ra tôi. Trời đất ơi, anh làm gì? Tôi hết hồn hết vía. Không nhìn ra tôi hả? Ai đây? Trời đất ơi, tôi chích cô. Cái gì chích tôi? Tôi chích cô. Chích tôi... Chích. Tôi là chích nè cô. Thiếu chữ nè cũng nhìn không ra. Làm hết hồn. Tự nhiên chích cô. Tôi là chích. Mà chích nào? Tôi là người hầu của cậu Hải Tuấn đó. Nhìn thấy tướng áo món này mới nhớ nè. Ủa mà nó nghe nè. Đêm hôm khuya khoắt cánh hát ngủ hết rồi. Anh đi kiếm tôi hay kiếm ai vậy? Không. Bỏ tay ra. Đi kiếm dù ai? Tôi đẹp trai tôi biết mà, nhưng không có dễ dãi. Tôi qua đây á là tôi kiếm cô Xuân. Ủa kiếm Xuân mà có chuyện gì không? Cậu hai tôi á kêu tôi đưa cái lá thơ này cho cô Xuân. Thơ gì vậy? Cho tôi mượn xem chút. Đâu có được. Sao không được? Trước khi mà tôi qua đây á là cậu hai ân cần căn dặn, phải trao tay tận tơ người nhận, mà người nhận đích thực là cô Xuân. Cô đừng xúi tôi trao ẩu, cậu hai biết sẽ quở rầy. Người vậy mà sao không khôn ngoan, mình làm gì mình không khai ra, ai đâu biết được mà rầy. Ủa vậy là ý cô nói là là bây giờ anh cứ đưa thơ cho tôi, cậu hai có hỏi á thì anh nói là anh đưa cho con Xuân rồi, hiểu không? Không được. Dứt khoát là không được. Sao không được? Tôi không thể nào là người ăn gian nói dối được. Nhưng mà bây giờ con Xuân nó đi rồi. Cô biết không? Cái tội mà ăn gian nói dối chết xuống dưới diêm gian à, cắt lưỡi. Diêm dương là cắt lưỡi. Nhưng mà tôi mượn coi đỡ một chút thôi. Không. Không có được. Trời mà tôi đã nói không có được. Mà. Cô Xuân không có ở đây thì tôi giữ đây. Tôi cầm tôi giữ. Hai người làm gì vậy? Ý. Dạ. Nói xạo nha.
Dạ cô Sơn. Chào anh. Gặp cô đây may quá. À, cậu hai tôi sai tôi mang bức thơ này qua cho cô. Thư của cậu hai Tuấn gửi tôi. Dạ. Khéo giả đầu thơ tình chứ còn thơ gì nữa. Đừng ngủ đây. Nhiều chuyện. Đi nè. Mai mốt đừng gửi thơ tôi nha. Không bao giờ nhận đâu. Cảm ơn anh Chết đã đem thơ của cậu hai đến cho tôi. Dạ, ơn nghĩa gì đâu. Cậu hai biểu tôi kẻ ăn người làm tôi đâu dám cãi. Thôi, sứ mạng của thần đã xong. Thần xin kêu biệt. Ôi tẻ. Xuân. À, dạ. Có phải cậu hai Tuấn muốn hẹn hò với em không? Ờ, dạ. Em không cần giấu đâu. Hồi nãy đứng bên trong anh đã nghe và thấy hết rồi. À, có vẻ em rất muốn gặp cậu ấy thì phải. Em cũng không biết nữa. Thú thật là em cảm thấy cậu hai Tuấn có chút gì đó rất đặc biệt. Nghĩa là tim em bắt đầu rung động. Xuân à, anh muốn nhắc em là chúng ta là đào kép hát. Chúng ta luôn bị xã hội coi khinh. Chúng ta đừng có đèo bồng mà chuốc khổ vào thân. Đúng. Em còn nhớ những gì ba em nhắc nhở anh em chúng ta như vậy là tốt rồi. Anh Dân, nhiều lúc em tự hỏi, lẽ nào là nghệ sĩ thì không thể có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người làm ngành nghề khác. Xuân à, dẫu rằng chúng ta sông hồ phiêu bạc nhưng mình đã đem tiếng hát lời ca tha thiết dân đời. Từng giai diễn chưa chan nhân nghĩa sáng ngời, giúp cho người nhẹ chơi phiền muộn, nhắc nhở cội nguồn làm sống lại đạo lý tình thương. Nhưng người ta không biết quý trọng cải lương và vẫn xem nghệ sĩ chúng ta chỉ là phường hát. Lòng bao hoài mong khao khát nghề hát sẽ không còn bị khinh bà xem thường, để những cô gái theo nghề hát như em sẽ tìm thấy cho mình một cuộc sống giản dị an yên. Khó lắm Xuân à, anh vẫn từng có mơ ước như em, nhưng mà mơ ước đó đã tan tành theo mây khói. Bức tường định kiến hay còn cao lắm, chúng ta khó thể vượt qua. Mà nếu cố sức trèo cao á thì chúng ta sẽ phải trả giá đó Xuân à. Là đạo hát, nhưng em cũng như bao cô gái khác vẫn mơ ước được làm vợ, làm mẹ, được sống trong một mái gia đình ấm êm hạnh phúc. Anh có thể cho em những điều đơn giản mà thiêng liêng ấy. Anh Dân, anh nói gì vậy? Lẽ nào phải là anh đã yêu em? Yêu em? Anh yêu em từ những ngày đầu mình diễn chung trên sân khấu. Nhìn em quá thân vào nhân vật người phụ nữ hiền diệu đảm đang mà gặp nhiều khổ đau ngang trái, thì tình yêu trong anh bắt đầu nhen nhóm. Và theo ngày tháng thì tình yêu ấy đã tuôn tràn như mạch suối dòng sông, tưới xanh nước mơ trên đồng. Trọn đời chung sống bên nhau, sẽ chia gian lao đau buồn trên đoạn đường gió sương chân ai.
làm chi ước mơ mộng mị để trói buộc mình vào ngang trái với anh Nhân. Em nói vậy nghĩa là dù rằng đôi mình như hình bên bóng, theo ghe hát bên bóng, cùng chung cảnh sông gian lao, diễn chung biết bao dài tuồng nhưng chưa nghe lòng vẫn dương niềm thương. Xin anh chớ nên u sầu, tình ban đầu vẫn dương mà chi. Xin anh hiểu giùm lòng em, anh Dân. Đường tình mới bước chân đi đã dương nắng niềm sầu bi, mai này đôi đường chia ly em sẽ du quy theo dòng sang sông. Em không biết ngày sau mình sẽ ra sao, sẽ ấm êm hạnh phúc hay cô đơn đau khổ. Nhưng hiện tại thì chúng ta không thể. Anh Dân, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nha. Không thể, không thể. Xin lỗi anh, tôi thấy con mũi nó cắn anh, nóng ruột quá tôi đập. Thất tình hả cha, ngủ đi ông nội. Thất tình. Gì mà đứa nửa đêm nửa hôm cái chỗ vắng que thi gốm, sợ ma muốn xỉu luôn. Hai cậu cháu mình hay á. Sao? Đi thì đi lén mà mặc đồ thấy ghê không? Đứng xa cả mấy cây số cũng nhìn thấy. Thì vậy hẹn họ mới thấy dễ thấy nhau. Thôi được rồi, đừng có nhiều chuyện quá. Xuống ghe coi chừng đi. Chừng ghe đi rồi. Thôi. Dạ? Hồi nãy có cậu con dám ở dưới ghe chứ giờ không có cậu sao dám xuống, sợ ma dữ lắm. Cái gì trời ơi, ma có gì đâu mà sợ. Có, dưới sông thì có ma, chứ sông có ma, người ta có ma da nè. Rồi có hà bá nè. Có mấy người chết sông nè, không đừng có bắt con xuống. Ma nó sợ anh thì có, chứ anh sợ ma, anh nhìn anh kìa. Bận cái bộ này con còn sợ con mà. Sao giờ muốn làm tiền phải không? Nhưng mà có ma sợ. Có tiền ma không có nhát phải không? Nè. Rồi, có tiền
mới may được nhiều bộ đồ màu sắc sặc sỡ. Bận cho ngang hàng với chủ. Với lại ông bà mình có câu, có tiền mua tiên cũng được. Giờ tôi có tiền rồi nè, mua mấy ông tiền đứng ở đó là con không có sợ ma nữa. Đi, đi nha cậu. Đi. Nè, nhớ cái này quan trọng nè. Nè, dạ. đừng cho ba má tôi biết nè. Trời ơi, sao vắng tanh vậy ta? Chết ơi, chết à? Giảng hát thì được tin cậu hẹn em nơi này. Chắc có chuyện quan trọng lắm phải không cậu? À, không phải chuyện quan trọng, mà do tôi muốn được gặp cô trước giờ ly biệt. Cậu nhắc đến việc ly, sao em thấy buồn quá. Rồi đây kẻ ở nhìn mãi bóng người đi, nhưng cũng phải cam đành với số phận thôi cậu à. Xuân, cô là một cô đào hát trôi nổi khắp muôn nơi. Cô sẽ đem lời ca tiếng hát cho người ta giải sầu. Trong khi đó thì lòng cô lại chất chứa một ẩn tình. Dù cô không ở đây thì hình anh đang yêu. Lòng tôi càng lưu luyến mãi, nhớ từng giai tuồng cô diễn. Và nhớ sao cô không nói gì hết vậy? Cô Xuân à, nói tiếng biệt ly thì nói làm gì cho đau khổ nghẹn ngào. Nhìn nhau để trao ý tình thầm lặng, cô Xuân à, ý cô là tại vì cậu hai đối xử rất tử tế với gánh hát của em, nên em cũng rất cảm phục và quý mến cậu á. Vậy mà tôi cứ ngỡ. Cậu ngỡ gì? Tôi ngỡ chắc là tôi Xuân à, mai này cô rời khỏi bến rồi, tôi có chút ít tiền tặng cô làm lộ phí nha, mong cô nhận cho tôi vui nha cô. Cô Xuân à, tôi em chỉ xin nhận lòng tốt của cậu hai, còn số bạc này cậu cất đi, em sẽ không nhận đâu. Xuân đã từ chối tấm chân tình của tôi sao? Cậu đừng khiến em khó xử.
Xuân à, Xuân ơi, bỗng nhiên tôi muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang này để theo cô rải đây mai đó gạo chợ nước sông. Cậu, cô Xuân à... Không, không được, không được cậu hai ơi. Xuân, mai này mình đôi phương, cô đi gió sương đường xa, nơi đây tôi thiết tha chờ trông. Ta như nước mây trên dòng sông, ngày mai này cô sẽ ra đi, nàng nằm không phụ phàng én nhàn quyền chung đôi. Cậu hai ơi, cuộc đời nghệ sĩ rày đó mai đây cầu sương quán gió, chỉ biết đem lời ca tiếng tri âm muôn vàng tâm chân tan. Có biết ra sao mà quyết định cuộc đời mình, xin cầu hãy quên đi mối tình vừa trí ngộ để trở về với nề nếp gia phong. Đừng lao mình vào các bụi phong sương, vì kiếp cầm ca là kiếp tầm không dứt nợ. Phong son chỉ đẹp khi ánh đèn rực rỡ, sự thật sẽ phơi bày khi khép bức ca màn nhung. Cô Xuân nói cũng phải, nhưng sau thời gian quen biết, tôi yêu Xuân quá nhiều, người thiếu nữ dịu dàng khả ái, chứ đâu phải tôi yêu những nhân vật mà cô thủ diễn với ánh đèn màu. Cảm ơn cậu. Cô Xuân à, cảm ơn cậu đã tỏ chung tình tri ngộ. Nhưng đời cô đào hát nghèo, đâu thể trao tình với con quan tri phủ giàu sang. Địa vị quý quyền là hố thầm kết nhân, ta không thể vượt qua để xây đời hạnh phúc. Chúc nghĩa chi lan xin đừng làm dẫn đục, hãy giữ kỷ niệm buồn chờ năm em được thốt những lời chua xót đó mà đạp đau lòng kẻ ở người đi. Cậu Tuấn, mai này mình cách xa đôi đường, lời thương tiếc nhớ trao nhau cho lòng vẫn vương. Dù cho dấu bể vô thương, xa cách phương trời vẫn tìm về bên nhau. Đời em sương gió gian lao, làm sao nên duyên nợ với người sống trong giàu sang. Địa vị giàu sang là biển rộng tên thang, chứ đừng muốn ngàn đặng cây quang trái.
Nhưng anh sẽ dừng tay chèo lái đưa thuyền tình đôi ta về lại bên Yên Bình. Mình sẽ bên nhau như bóng bên hình, ta cùng dựng xây một gia đình êm ấm, dù sống cạnh cỡ hàng, dù hiu hầm cháo rau. Anh muốn mình trọn đời trọn kiếp bên nhau, theo gác ngược xuôi cùng sẽ chia gian lao cay đắng. Xuân ơi tình anh trao em nhưng vội vàng sâu nặng, xin em mở rộng con tim đón nhận tấm chân tình. Ngày hát của em đã quen cảnh ăn quán ngủ đình, nên đâu dám dừng bận chuyện duyên tình đôi lứa. Tình đâu sẽ chẳng phai phôi, thiếu em trọn kiếp anh đơn côi một mình. Cậu Hải, đâu thiếu những cô gái giàu sang để cho cậu yêu thương, sao cậu lại nặng tình với một cô đầu hát như em chứ? Xuân à, tình yêu là lý lẽ của con tim, không thể nào lý giải được em à. Xuân, trước lúc chia xa, anh muốn biết em có đón nhận tình yêu của anh không? Xuân à, em ơi. Chỉ cần cái gật đầu này cũng đủ để cho anh đối mặt với bao nhiêu phong ba bão táp để được mãi mãi bên em. Cậu ơi, Xuân à, em gặp ít tiền này, Phong Kỳ gặp lúc khó khăn lo cho gánh hát nghe em. Cậu ơi, anh về thu xếp xong anh sẽ đến chung sống với em. Có dám mà ba trong này không hả? Dạ không. Đây lên đâu, bao giờ gặp lại đâu, bao giờ hết nhé. Dạ dạ. Trời ơi, nó ở đây nè ông ơi. Có trong này không? Ba ơi, ba. Trời ơi, rồi cảm ơn lâu nữa, qua đây cho tôi coi. Lâu đi. Mày giết ba, giết má rồi cậu ơi. Cái gì vậy? Chị Xuân ơi, chị Xuân, ông bà phụ bắt ép em để dẫn đi kiếm chị đó. À, cô giỏi lắm rồi, lát nữa tôi thưởng cho nghe. Công con lớn nhất. Mà đâu đi. Sao con dại quá vậy con? Hết chỗ giao du rồi sao con lại giao du với mấy cái người ca hát không cửa không nhà rày đây mai đó vậy ba, con? Ba đừng có nói vậy ba. Chẳng những không cửa không nhà mà không có một đồng xu dính túi, bữa đói bữa no, ăn chợ ngủ đình. Em nói đúng mà. Cô đừng quên là cô cũng đi hát nha. Cô nói vậy là tự bắn mình đó. Im đi. Im. Nè qua đây. Biết mình là cái thứ gì á là can đảm lắm rồi, dám tự mắng mình là cách xử trí khôn ngoan nha, chứ đừng đợi người khác mắng nghe không. Tuấn à, con phải nghe lời ba má, ba má đã lựa chọn nơi xứng đáng cho con. Ừ. Con phải về làm rể nhà ông Hội Đồng má. Nhà người ta có đất có điền. Giàu có cưng ơi, mênh mông vàng hoai bạc ngén nhiều lắm, con mình có chức có quyền. Đúng rồi, hai bên muốn đăng hộ rất là xứng luôn đó. Ba con không có thương ba. Tao đâu có cần mày thương, chỉ cần cái đám cưới với con gái ông Hội Đồng là làm dâu nhà Diện Tố. Đám cưới của cậu Hai với cậu Đồng sẽ lớn nhất vùng nè. Còn chớ quá u bì, nghe theo giọng quen tiếng kèn. Đúng rồi, nghe nó cũng chán đúng không? Cái nghề ca hát là vốn thấp hèn, bát nháo, lăng nhăng. Ừ. Hãy dướng vào rồi là cắt chắc khổ thân à. Má à má, cao thấp mỗi người, chứ nghề nào thấp cao. Cậu nói là trải qua cho mày.
Sao mày chỉ nghe tôi vậy? Xin lỗi, tôi kêu ông bằng mày. Dạ. Dạ. Mày giúp mày dạy mày ăn nói mày nói chuyện với má mày hỗn hào vậy đó hả? Cho học hành rồi bây giờ mày học được cái gì nói tao nghe coi. Dạ thưa ba, trong những điều con học có câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đúng rồi, nghề nào cũng vinh đó, nhưng mà cái nghề đi hát là không bao giờ vinh. Cái nghề này sao chỉ tôi? Xích ra đứng ngay đi. Cái nghề này chỉ có đi ăn mày thôi. Mày không nghe người ta nói là mấy người đi hát là thờ tổ ăn mày sao? Nghe không? Thưa quan lớn, nếu người ta ví cuộc đời đi hát của chúng con như một thứ ăn mày thì chúng con cũng ăn mày bằng lời ca tiếng hát, bằng hơi sức từ hơi thở trái tim của chúng con. Chúng con không ăn cắp ăn trộm, không ăn bớt ăn xén cái gì của ai hết. Là, mày nghe không? Trời ơi, sao chị dám nói như vậy với quan lớn? Sao đâu, coi như nó tự tuyên án cho gánh tầm xuân của nó đó. Bay đâu? Dạ, nghe lệnh sao? Dạ. Đuổi gánh tác tầm xuân ra khỏi phủ ngay đêm nay. Dạ, nghe chưa? Dạ, má. Đuổi đi em. Dạ, 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 ông đi, nếu mà nó không đi sao? Má, má, má. Tao không muốn nghe giọng Thiều Huyển tiếng đàn nữa, không muốn nhìn thấy mặt Tô Son Cát Phấn nữa. Dạ. Tụi nào đi bỏ tù lẻ lắm. Dạ. Đuổi đi liền, đi bây giờ. Quang lớn, cái xe tôi đi xuống rồi đó. Dạ, con. Dạ, con sao Quang lớn? Cô cũng là đạo hát thì đi theo cánh hát của cô đi. Đây nè. Dạ. Thưởng cho cô nè, công của cô lớn lắm. Nghe không? Đây, nói với ông bầu của cô đó. Nè, cho hết luôn. Nói ông bầu của cô nghe không? Dọn cánh hát đi liền, còn không ở tù đó. Nghe chưa? Ba. Hả? Nói thằng Tuấn về. Trời ơi, từ từ, con cái là phải từ từ dạy dỗ ông, để tôi đem nó về cho. Bà đem nó về đúng không? Ừ. Nếu mà nó bỏ nó theo đoàn hát đó, bà đi theo đoàn hát luôn đi. Tôi đâu biết hát. Theo làm vợ ông bầu, không phải hát. Hả? Tụi bay. Yeah. Nếu đoàn hát không đi, đốt đoàn hát cho tao. Yeah. Để đâu mà. Má đi, con về với má đi, ông đuổi má theo đoàn má hát. Má về đi, con không về. Trời má ơi, về mày đi. Không về, ông quẩy bánh nướng nát này cho mày coi. Bây giờ mày về không? Hả? Một là mày muốn cái đoàn hát này dọn đi. Hai là ba mày ông quậy banh cái gánh hát này. Muốn cái gì tôi bay. Má Phú ơi, má Phú, má Phú. Xuân à, cậu hai, em xin cậu thương em, thương gánh hát của em đi cậu hai. Con là đào hát, ba làm bầu gánh hát. Nước cạn rồi, qua bên mới con ơi. Thank you.
anh biết cái hát đi, nhưng em còn ở lại chờ anh. Em biết ông bà phụ bắt anh về, nhưng em tin rằng anh sẽ quay trở lại tìm em. Xuân, anh Xuân. Ngày mai mưa phương xôi ngược gió sương sông hồ, rồi ta phiêu diêu bệnh bồng kiếp sống tha phương. Giày đó mai đây mang theo mong ước ban đầu, mãi mãi sẽ không phai màu, trọn đời ta mãi bên nhau. Chào em sẽ mãi như mùa xuân, dù cho sông gió đôi ta luôn mãi gần nhau. Đừng để phần gái thuyền thuyền hướng chiều chuôn chuyên bẻ. Làm gì đi chậm lâu quá vậy? Chết! Trời đất ơi! Kêu đang, như... đang chuẩn bị phục trang. Trời ơi! Lo tập tuồng, lo bộ, tại không lo mình đi lo phục trang. Tập trời thôi mà, làm gì cần phải mặc trước cho nó quen chứ mời mốt sao mận. Rồi mặc trang xong chưa? Đi ra tập đi. Rồi xong rồi. Chờ chút lâu, hơi lâu chút mà. Rồi! Rồi! Nhạc đi! Để đi tôi tập múa giáo trước. Trời ơi, trời ơi! Trời ơi, chịu nổi không? Mới tập thôi mà làm gì độn ghê quá vậy? Làm cho nó quen chứ mới mất bận nó lượm. Sửa lại thôi, nhìn thấy ghê quá. Trời đất ơi, bây giờ đại nè. Ca nó... anh làm rất kỹ mà anh mặc vậy rồi anh đi cứng ngắc gì sao được? Chứ đi sao ai biết, hồi giờ chứ đi ở đợ không như có hát. Đi gì mà giống như là chịu Nguyên Nhung vậy? Thì đi coi thử coi. Giờ tôi đi thử cho anh coi nha, đại khái thôi rồi anh tự cảm anh làm nha. Cầm cái này ở trong này nè, mặc cái áo dài gì đó người ta phải đi ra bộ đào nè. Đó, rồi chúng ta lượn thấy không, tay nè ký của mình chào. Ê nói nè, hử? Tôi nói cậu nghe nha. Sao kép hát á, tôi tin tưởng là cái máu kia nhiều hơn máu nọ. Bậy bạ không à. Sao ông lướt quá trời lướt vậy? Tôi không phải cái dạng đó đâu, nghe anh đừng nói bậy bạ, đồn bậy bạ, nó mấy đứa nó chọc tôi nữa. Ai biết hên xui.
Nên xui gì, tôi sợ dĩ tôi biết bộ đào vậy là tôi dưới Xuân Ngọc nhỏ chú Bảy tới giờ đó. À. Ừ. Trong đoàn là mình phải học hết chứ gì. Chú Bảy còn dễ hơn tôi nữa. Dễ hả? Ừ. Thôi bây giờ đi làm lại, tập lại coi. Rồi để tôi đi. Trời ơi. Bây giờ là tôi mắc cười rồi sao diễn trời. Rồi, nhạc nè. Đó, đỡ hơn rồi, tốt rồi. Đúng rồi, ít nhất phải vậy. Trời, thôi. Thương chào hoàng hậu, quảng xúc tam cung, được thanh quân địch ai phận ma hồng, thiếp tự tô đắc kỷ. Trời đất ơi, hay quá vậy. Hồi sáng nay ở triều nội có bà bán phở áp chảo. Cái gì? Nè, con văn lại coi cái gì. Trời ơi, bá áp khảo. Bá áp khảo mà nói gì, gì mà phở chảo. Dâu có quyền mà. Bá áp khảo. Trời ơi, cái từ cái tự nhiên cái nói ủa sao tự nhiên đắc kỷ mà có bà bán phở áp chảo rồi. Rồi rồi thôi là thôi lại đi. Bá áp khảo nghe. À. Đắc kỷ với bá áp khảo. Hồi sáng này ở triều nội có ba áp khảo tân kỳ hoàng tử. Đúng rồi. Ta muốn cùng ai mà tựa dây kề. Rồi, tốt rồi. Đó, bây giờ ráng thuộc lời đi ha. Rồi cái rồi. Điều sao sao? Tới anh nè. Sao anh? Sao anh tính? Chích rồi. Cái lớp thổi của anh có rồi nè. Lớp thổi này của chích, chích nè. Này của tôi à? Ừ, cái thôi bỏ mấy cái này đi. Cái này cũ hả? Không phải, cái này nó không hay, cái này mắc cười lắm. À, anh viết lại hả? Mở viết cho thức mấy đêm đâu. Hỏi coi. Này lời của... Đây đúng rồi. Rồi rồi. Tập đi, nhanh đi. Rồi. Bây giờ anh hỏi tới hồi nãy nha. Rồi cái bắt đầu tôi vô. Quân vô tâu, ha. Hồi sáng này ở triều nội có ba áp khảo tây kỳ hoàng tử, đem công vật sang đây xin tội cho cha. Dạ. Thưa nương nương, có ba áp khảo tây kỳ đang chờ nghe lệnh dạy. Cho vào. Tuân mạng. Bây giờ ba áp khảo vô nghe. Sáng tối thật quỳ trước bệ đơn, xin đợi lệnh nương nương phán dạy. À, coi kìa, quỳ lý chi cho đau đầu gối vậy ông hoàng tử. Ngói đây tiếp sẽ phân bay. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đọc cái gì vậy? Nè, ngói đây thiếp sẽ phân bài nè. Trời ơi, ngồi đây thiếp sẽ phân bài. Trời ơi. Đâu bên kia nó sao sao á. Mời ông đứng lên rồi kêu ông sợ ông ngồi đau đầu gối rồi mới ngồi chữ đây nè. Chữ nghĩa không có rành mà còn viết, không có viết dấu vô. Viết mà viết chị sao có, nó đâu có rõ. Ngồi đây nè. Ngồi đi ghi dấu quyền đi. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà sùm vậy tôi con? Ba. Dạ chồng ông. Mày đưa ai vậy? Con tao ẩm nó ra đây rồi. Mà đâu, ba bà thức hả? Mày đưa nhiệt tình quá. Trời ơi, ổng đưa ai không biết luôn. Còn đưa ba ngồi ba. Chú Bảy đắc kỹ của chú Bảy. xin lại nha. Ba tuồn gì vậy? Con mới viết thức mấy ngày viết nè. Con viết tuồn hả? Trời ơi, con viết ba. Con tính vậy nè, từ 8 giờ cho tới 11 giờ á mình hát tuồn. Từ 11 giờ tới 12 giờ á mình hát mấy cái tuần hề đi ba, phục vụ cho bà con để kiếm thêm thu nhập. Chú Bảy à, con có ý kiến gì nè. Con thấy anh Tuấn nói đúng đó. Con thấy diễn hề bây giờ là kiếm miếng cơm ăn áo được lắm. Con thấy anh này anh có cái năng khiếu hề nè. Mà con thấy anh rất là khiếu, con chỉ cái là anh diễn đạo mà anh nhìn thấy là bắt cười rồi. Ông bao đừng cười con, thầy chưa sẵn. Trời ơi, cái áo của tôi đâu đây? Sáng tôi giặt tôi phơi ở đây được gì nó mất tiêu rồi. Trời ơi. Sáng rõ ràng tôi giặt tôi phơi ở đó đó. Mà bây giờ kiếm không có. Ông bầu không thấy cái áo con đâu ông bầu. Ý, mà chắc ông không thấy đâu. Quay trời mắc cỡ ơi, rồi. Ơi, tự nhiên cái mất tiêu cái áo vô duyên vậy hả? Ai vậy?
ơi. Anh chết. Lấy nhà đừng, của mẹ. Đừng la, anh mượn. Trời đất, à. Của em mà anh biết rồi, biết rồi, để anh chạy. Trời ơi, gớm quá, hai người lôi vô trong kia đi. Cái này của nó. Nè, cái này là đồ la xét của mày mà. Ủa gì kỳ vậy? Con anh đã... biết, còn cái áo anh mượn. Giờ anh vô, ta cởi trả. Vô, cởi trả liền. Đồ diễn chứ là mày làm như đồ cưới. Sao mà tôi mày làm đi ghê quá. Anh làm vậy là chết tôi rồi. Chết cái gì? Chết được với anh này. Thiệt á. Anh Vân ơi. Hả? Thông cảm nha, mới biết giết cũng thức ba bốn đêm giết được nhiêu đây chắc không hay ha. Thôi đi anh ơi, chú Bảy để chú Bảy quyết định đi. Chứ không mà mình tập tuồng lơm cơm diễn không được đâu. Không được đâu. Để tôi sẽ từ từ tôi chỉ dạy cho anh kia có khiếu lắm á. Cảm ơn anh nha. Dạ. Ba, giết tuồng khó quá ha. Đâu phải dễ ăn con. Trời ơi, ba biết dễ gì ai cũng làm soạn giả hay sao. Quần mắt ở trên giết mấy chục trang luôn mà sao nó không dính trang nào chứ. Thôi cái này để từ từ rồi ba chỉ dạy thêm. Dạ. Bây giờ cái chuyện này mày làm được nè. Cái gì ba, con gì con cũng làm đây được. Đây nè. Dạ. Ẩm con mày đi. Dạ. À, vô trọng mày đưa nó đi, tao thấy được á. Dạ. Cái này mày làm được hơn à. Ba chỉnh sửa lùm con nha. Ừ. À ba, con để lên giỏng rồi ba đưa nghe để con làm phụ anh em ha. Ừ. Dạ. Vậy đi. Dạ thưa ba con vô đi. Vô coi ha. Cái gì đó phụ với anh em đi con. Dạ dạ dạ. Ừ, thấy vậy mà nó cũng vui. Ôi. Buồn làm gì? Bây giờ ngồi đờn rồi mình đưa hát ca rồi cho cháu ngoại mình nó ngủ thôi. Sợi tơ vàng ta nở nhân gian, tiếng nhạc cung đàn dầu đau khổ bẻ bàng, tiếng hát vẫn ngân gian. Họ xây quan liêu cùng quan cùng thương, nức nở đoạn trường. Hai tháng nay bị cấm hát mà không hiểu sao gánh hát mình có làm quốc sự đâu, chỉ mua vui cho bà con thôi mà. Cấm hát gì rồi anh em nghệ sĩ người ta sống làm sao? Đã có số người chịu không nổi bỏ về quê làm chuyện khác, số còn lại thì quyết bám trụ với nghề. Cũng bán hết vàng dòng nữ trang đắp đổi sống qua ngày. Tổ nghiệp ơi, nếu người linh thiêng, xin hãy phù hộ cho gánh hát của con vượt qua giai đoạn khó khăn này tổ nghiệp ơi. Ba. Ba để con đưa anh Kiệt cho. Xuân à. Dạ. Ba cho con thề theo nghề hát như vậy cực khổ quá, con có hối hận không Xuân? Ba à, dù có cực khổ hơn như vậy nữa con cũng chịu đựng được, con vẫn vui. Con cũng ân hận khi mình đã chọn theo nghề hát đâu ba. Nhưng nếu một ngày nào đó con không còn được ca hát nữa, chắc là con không sống nổi đâu ba. Nghệ sĩ mà tâm quyết như vậy đó, ba tin rằng
cải lương của mình sẽ còn sống mãi. Khán giả chỉ thấy chúng ta semi rực rỡ sắc màu trên sân khấu, chứ họ đâu có thấy rằng những nhục nhằn vất vả của ta. Nỗi niềm trắc ẩn của ba đã gửi cả trong mấy cung đàn lúc nãy. Con hiểu lòng ba cũng đang rối rắm với muôn vạn lo toan. Không được diễn đồng nghĩa với việc không có tiền để lo cuộc sống cho anh em. Rồi anh em cũng bỏ gánh hát của mình mà đi nơi khác. Ba, hay là mình làm theo ý, theo cái yêu cầu của ông lớn đi ba. Không, không bao giờ ba đồng ý. Dù số tiền của họ thuê ta soạn tiền tuồng dàn dựng rất nhiều, có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình một năm, hai năm, nhưng ba, nhưng vì họ muốn ba viết tuồng ca ngợi họ nên ba không chấp nhận, phải không ba? Đúng vậy đó con à. Nghệ thuật chân chính là phải nói lên nguyện vọng tâm tình của những người dân. Họ đang quằn mình hứng chịu biết bao nhiêu oan khuất trong đời. Nghệ thuật dĩ nhân sinh mới là chân lý tuyệt vời. Bấy lâu nay ba làm nghề bằng niềm đam mê cháy bỏng, bằng nhiệt huyết và bằng tấm lòng tha thiết yêu cải lương, xuôi ngược sông hồ dày dạn gió sương, dinh nhục vui buồn đã bao lần nếm trải. Không vì chút đắng cay mà làm điều sai trái, đem nghệ thuật thiên niên phục vụ bè phái tham tàn. Lời của ba câu quý vô vàng, nếu gặp cảnh phũ phàng mình vẫn vui lòng đón nhận. Ta giữ cho cải lương sự thanh cao trong trắng, dù trăm nỗi nhục nhằn, dù trăm vàng đắng cay. Nếu còn được làm nghề, lời dạy bảo của ba hôm nay con xin ghi nhớ mãi. Con à. Dạ. Cải lương là hướng đến cái chân thiện mỹ trong cuộc sống. Bọn nhà giàu độc ác xấu xa như vậy mà muốn ba ca ngợi chúng à? Không bao giờ. Không bao giờ ba làm được đâu con à. Không thể nào ba lộng giả thành chân được. Con hiểu cái tâm của ba đối với nghề, nhưng đứng trước cảnh trạng này thật khó cho ba lựa chọn. Hồi đó đó, mới 14 tuổi cũng theo gánh hát, rồi cũng được ông bầu ổng thương, rồi ổng truyền nghề, ổng dạy cho ba, rồi cũng từng làm kép chánh như ai vậy. Rồi khi ông bầu ổng qua đời, phải căn dặn ba là phải biết trân trọng cái nghề, phải biết tiếp quản và phát huy gánh hát này. Ba, ba đã làm được một phần và một lời hứa với người quá cố, là làm nghề đúng với cái tâm của mình để tiếp quản và phát huy gánh hát này. Chẳng lẽ ba đã có sự lựa chọn? Nếu cùng đường, ba sẽ bán gánh hát này. Lấy tiền chia cho anh em mỗi người một ít. Ai muốn tiếp tục theo nghề thì theo, ai muốn về quê làm ruộng làm rẫy thì về. Ba, lúc nãy ba vừa nói
gánh hát này là cả tâm huyết của ông bầu quá cố. Ba tin rằng ông bầu sẽ hiểu được nỗi khổ của ba mà. Thôi bỏ đi, nãy giờ nói chuyện với bay ba quên. Hôm nay ở trên huyện á, nhắn ba lên trển không biết là có chuyện gì không, mà nghe nói quan trọng dữ lắm. Ba đi một mình à? Không sao, ba lên trển rồi cái ba tranh thủ ba về. Về sớm nha ba, con nè, lo lắm. Ở nhà coi chừng cháu ngoại của ba nghe, đắp chăn đắp mền cho nó nghe con. Dạ dạ. Trời lạnh lắm đó. Dạ. Em chưa đi chợ sao? Nãy giờ lo nói chuyện với ba quên đưa thằng Kiệt luôn anh. Nãy giờ anh đưa con giùm em hả? Anh thấy anh đưa nè. Hôm nay anh muốn ăn gì em đi chợ nấu luôn cho anh. Anh ăn cái gì cũng được, anh em ăn sao thì anh ăn vậy thôi. Đâu được, anh là kép chánh của gánh hát mà, phải được ưu tiên mới đúng chứ. Em à, lúc này gánh hát của mình đang gặp khó khăn, tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng đó. Hồi tối hôm qua, đó anh với lại anh Tuấn xoài đường mới ếch với nhái đó. Em coi ra chợ mua vài trái dưa leo với lại mớ rau rồi cái về mình nấu cơm ăn là được rồi. Dạ. Lo là lo cho mấy anh em hậu đài kìa em à. Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Tấm lòng anh cao quý, đáng trân trọng biết bao. Anh Dân, em vẫn còn nợ anh. Nợ? Em nợ anh gì? Em nợ anh một món nợ ân tình. Thôi, chuyện qua rồi đừng có nhắc lại Xuân ơi. Giờ thì em được cùng với người yêu của mình sống hạnh phúc bên nhau. Anh vui mừng cho em lắm. Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau mới là hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là lấy niềm vui của mình yêu thương làm hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc của em, anh là người vun đắp. Nhờ có sự hy sinh của anh mà em với anh Tuấn mới được ở bên nhau. Sau ngày tụi em cử hành hôn lễ, anh bỏ đi mất biệt, mãi mấy ngày sau mới trở lại. Lúc đó anh đi, em nghĩ rằng anh đã bỏ gánh hát ra đi. Anh đi để vùi lấp nỗi đau sầu trong khoảng thời gian đó. Anh mới hiểu ra một điều, nếu như anh tiếp tục theo đuổi em thì kéo thêm hai người đau khổ nữa. Vì vậy mà anh cố gắng vượt qua nỗi đau, trở về gánh hát để tiếp tục với mọi người, đền đáp thâm tình của chú Bảy đã cưu mang cho anh từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Ba em đã không nhìn lầm người khi dốc hết tâm huyết để truyền dạy nghề cho anh. Tất cả những gì anh có được hôm nay là nhờ chú Bảy mà. Thôi trưa rồi anh coi đi chợ đi. Dạ, anh đưa anh Kiệt giùm em nha. Để anh coi cho. Dạ. Cảm ơn anh Từ. Hồ ơ dí dầu cầu giảng đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Ngoan ngoan nín đi con, nín đi con. Con của người ta. Gì vậy Sen? Có khách tới kiếm anh kìa. Ai vậy? Trời đất ơi, sao dẫn cổ vô đây chi vậy? Tại cổ năn nỉ em quá hả? Nè, em nói là không có anh này nghe chưa? Không có anh kia kìa không? Nghe, trời nghe. Ơi, vậy sao được? Nói là... Anh Dân! Không có anh này, anh lọc, lọc, lọc. Về, về, dịnh đường cái hang giùm em ơi. Dịnh đường cái hang. Trời ơi, cổ vô rồi em ăn nói với cổ sao? Đừng có nói là anh có đi mà. Anh
Nhân. Ráng chút đi. Trời ơi, chết tôi rồi. Cô. Sen. Dạ. Anh Nhân đâu? Anh không có đây. Sao nãy Sen nói là anh Nhân ở đây mà. Dạ. Thì hồi nãy anh có ở đây. Nhưng mà bây giờ thì anh cũng ở đây nè. Ê. Trời ơi, Sen ơi, làm gì Sen? Thôi, cô ở đây nói chuyện với ảnh đi nha. Để em vô giữ máy kẹt. Ngồi khiến chết à. Khiến chết với tôi nè. Anh Nhân làm gì ở trên đó vậy? Không có gì. Anh treo màn. Trời ơi, tội nghiệp không? Cô gặp tôi có chuyện gì hả? Dạ. Em có đem cho anh đó một chục cam với một chục trứng gà. Ở trong đây có mật ong nữa, để anh pha uống cho bổ phổi. Còn sắp lụa em tự dệt ở nhà, anh cất để mai về bộ bà ba với một cái áo sơ mi nữa. Anh dâng cất đi. Cảm ơn cô. Trời ơi, có cái gì đâu mà ơn với huệ không biết nữa. Anh cứ nghĩ như là bổn phận của em lo lắng cho anh không được sao? Gần cả tháng nay rồi, đáng lẽ anh phải hiểu em mới phải chứ. Dân, tôi hiểu cô lắm. Và vì hiểu rõ lòng dạ của cô nên tôi không dám nhận tất cả những gì mà cô mang đến làm quà tặng cho tôi. Anh Dân, anh cho là những thứ này không xứng đáng với anh hay sao? Mà lần nào anh cũng từ chối hết à. Không đâu. Đối với một kép hát nghèo như tôi thì đó là những của quý. Nhưng tôi không dám nhận vì nghĩ rằng những món kia sẽ trở thành vật để lót đường, là những cái móc đầu tiên có thể nối liền nhịp cầu duyên cho gái trai sum họp. Nhưng vì địa vị chân lệch hèn sang mà người cho sẽ khinh người nhận. Em đem quà đến đây mến tặng là do lòng mẹ mến chuộng anh. Bây giờ đây thì cô mến tôi thật, nhưng nếu tôi vui lòng tiếp nhận thì sau này khi có điều bất mãn cô sẽ cho rằng tình tôi đã bị cô mua. Không có đâu. Còn nếu như hôm nay tôi chỉ nhận quà mà chối từ không đáp lại tình của cô, thiên hạ sẽ cho tôi là kẻ làm tiền, danh dự con người phải bị tổn thương. Anh Dân về giặt như vậy cũng phải, nhưng mà riêng đối với em á hả, không bao giờ xảy ra những điều mà anh vừa nói đâu. Như vậy thì cô cũng thấy đó. Dù nhận hay không nhận, tôi vẫn là người xấu. Tôi không muốn trở thành cái bằng cớ để xác nhận sự khinh rẻ kia là đúng. Anh Dân, thú thật với anh Dân á là trước đây tôi coi thường kép hát lắm. Rồi có lần tôi xem anh diễn vai Triệu Nguyên Nhung, tôi cảm mến anh vì anh đẹp trai và anh hát hay nữa. Với lại phần thương người xưa mà mến người nay, nên em đã yêu anh qua hình ảnh của Nguyên Nhung Triệu Tuân. Rồi ta biết nhau qua một lần gặp gỡ, cửa tâm tư đã bắt đầu rộng mở đón nhận dáng hình ai với tất cả chân tên. Và càng hiểu anh á thì em càng mến phục thêm nhiều, lòng như ngọn lửa triều dâng lai lăng, gặp khi nước đổ mưa nguồn tràn cất đổ về xuôi. Anh Dân nè, anh hãy gạt bỏ đi những mặc cảm bị rẻ khinh và đón nhận em yêu anh thành thật. Có thể cô không khinh tôi, nhưng cha mẹ anh em quyến thuộc của cô sẽ khinh bỉ và cho rằng
Tôi là chuột sa hổ nếp, đĩa đeo chân hạt. Đó là điều sỉ nhục mà tôi đây muốn tránh. Anh Vân à, kìa, anh Vân. Sao anh như gỗ đá vô tâm, quay lưng rẽ rung nụ tâm. Gục đầu căm nín đau thương, ôm hận vùi sâu trong đáy mộ muôn đời. Giọng lười thế gian không ngại tiếng trọn lời, họ chuốt ngót giọng mỉa mai cho thỏa lòng sâu độc, ướp mật thêm đường cho ngọt tiếng dèm pha. Trời ơi, người ta nói gì á thì anh cứ mặc kệ người ta đi. Mà khi đã yêu nhau rồi á thì mình cứ hưởng tròn hạnh phúc nghe anh. Không tròn đâu em, con đường hạnh phúc giáo nhọn tường cao, người ta ngăn bước chúng ta rồi. Hay không có thì em cũng quyết định đi theo con đường mà mình đã chọn à. Tuyết, Tuyết ơi, chân tình của em đã làm cho anh xúc động, cố nuốt lệ nghẹn ngào từ tả tình em. Trong lòng như đã thấm hơi men, anh tạc giả bóng hình người xuân nở. Sương gió giang hồ thúc giục lòng người lữ thư, không thể chồn chân dừng bước nơi này. Đời anh sinh ra xin được trọn kiếp lưu đài, ghé lại nơi đây vẫn dương hồn kỷ niệm. Mai mốt chia xa lòng khó nguôi lưu luyến, thương nhớ muôn đời nơi góc vắng cô thôn. Nói vậy là anh vẫn không chấp nhận tình cảm của em đó hả? Tôi đã cạn lời phân giải rồi, mong Tuyết hãy xem tôi như là một khách tri âm. Em không có tình đâu, anh nói dối em. Anh nói dối em phải không? Tôi em không có tình đâu. Kìa, Tuyết làm gì vậy? Tuyết buông tôi ra đi Tuyết. Anh Vân, có người kìa. Ai đâu? Anh ba. Anh đi đâu đây? Câu đó tao hỏi mày đó. Mày ngon ha. Mày dối gạt gia đình mày tới đây ha. Tao đi đâu tao kiếm ai, tao làm gì kể cha tao. Còn mày, mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Anh đi kiếm ai? Tao kiếm ai kệ tao. À, anh kiếm mấy cô đầu hát đúng không? Mày nghĩ tao công tử về tự kiếm mấy con đầu hát là sao? Mày biết mấy người đó là cái thứ gì không? Anh á, anh không có được nói vậy. Người ta cũng là những người được sinh ra trong trời đất, sống chung cùng một xã hội với mình, chứ người ta có gì khác lạ đâu chứ. Bữa nay mày nói ngộ quá ha. Đi về mày. Ôi em không có về đâu. Đi về. Anh Vân. Mày làm Vân gì vậy? Mày con gái mày to to theo trai là sao? Ôm xòm vậy. Đi về. Ôm xòm. Ủa dạ chào cậu ba. Cậu ba mới qua. Thấy thì biết rồi. Đi về. Mày muốn tao mét không? Em ở đây chút nữa em về sao? Trời đất ơi, con này ngon trời. Tao kêu mày đi về. Về. Thì về thì về, anh làm gì ông kêu vậy? Về đi kìa. Ý ông ở đây là cô mà ở đây là mất giá trị hết á, đúng không? Chứ còn gì nữa. Nói cậu nghe nè, thịt heo quay đồng 2 ký,
Con người nói bậy á, không bán bằng một cọng lông đuôi con heo. Mày mới nói đó hả? Con nói. Mày có tin là tao thổi một cái là cái tướng rồi của mày văng khỏi chỗ này không? Mày nín nha. Còn con kia, tao nói mày đi về. Thì thủng thẳng em về. Anh Dân, em về rồi, em trở lại em tìm anh đó nha. Em về nha anh chứ. Con này quá trời quá đất rồi. Ủa, cái giỏ này của ai hả? Cái giỏ này là quà cổ tặng tôi. Cổ năn nỉ hết lời mà tôi chưa chịu nhận đó. Chút xíu về mang về giùm tôi nha. Khỏi nói, cái thứ này phải mang về thôi. Trời ơi, giải, hột gà, cam, rồi còn có mật ong nữa. Cha tẩm bổ ai vậy trời? Ở nhà cha mẹ ho cái gì muốn văng ra máu luôn mà nó không lo. Con này giải cay. Chửi chi vậy trời? Rồi sao? Tự nhiên chửi em mình giải cay. Có biết cũng phải để trong bụng chứ. Ai nói ra cho người ta cười. Tao chửi em, tao nói em tao là dạy trai. Còn mày đứng đây nãy giờ mày dạy tao đó. Thì đúng rồi, đứng đây dạy cậu đó. Mày nín à nha. Tao không muốn nói chuyện với mày nha. Còn cái cậu này, bữa nay rành rành rồi ha. Dám rù quến em gái tôi ha. Tôi không có rù quến em cậu. Mà tại vì em của cậu nói yêu tôi biết phải làm sao. Mày nói gì mày không biết mắc cỡ cái miệng mày hả? Em của tao là con của ai? Dòng họ danh giá tự nhiên đi yêu cái thằng như mày à? À, và bây giờ tao cũng không cần mày chấp nhận. Không cần mày là... Tao chỉ cần kêu cái đám mã tà nó xuống đây, nó gô cổ mày một cái, đem lên sân đình nó quýnh trào máu. Rồi lúc đó mày nghĩ sao? Dạ, chào cậu ba. Ôi trời, ôi trời, 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 trời. Ô. À, cô Sơn. À. Hai anh cãi giả gì với cậu ba vậy? À, không có cãi giả. À, tôi tới đây là để tôi nói chuyện với nhỏ em gái. À, nhỏ em gái tôi nó thích cậu Dân. Xong xuôi tôi thấy hai đứa tụi nó cụp nhau lâu quá, tôi tính lén cha mẹ thôi gả luôn. Vui thiệt. Ông bảo bánh tráng á. Mày nói gì thằng Rồm? Đâu có, nói cậu ba chắc làm thêm nghề bán bánh tráng. Mày nín nha. Ở đây mới cho tôi miếng thịt heo quay nè. Ngồi ăn. Thôi ăn đi, đừng xía vô chuyện người khác. Cậu ba ơi, xía nào? Hồi nãy đây có chuyện gì phải không cậu ba? À không, không có chuyện gì hết. À, em gái tôi nó nói chung là nó tính qua mặt tôi. Nó là em mà nó làm vậy là không được. À, tôi tới đây là nói thật chứ là tôi rất thích, rất mê đào kép của cái gánh này. Tôi tới tôi thăm. Cảm ơn cậu ba. Gì nữa? Cái lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo. Môi không dành nên meo tứ tung. Mày hả họng ra tao nhét cái cam vô trỏng cho mày nín coi. Nói lưỡi heo mà. Mày nói lưỡi heo mà tao biết mày nói lưỡi ai. Ủa cái này cậu tự nhận chứ tao có nói ai đâu trời. Sao kỳ vậy? Đang ăn heo quay mà. Mày ăn heo quay kệ mày. Mày khoe hả? Cậu ngộ quá. Ngộ bà nội mày chứ ngộ. Mày đừng có chọc cái miệng tao nha mày. Thôi xin phép cậu tôi đi nấu cơm. Khoan. Đi đâu? Dạ ra đi nấu cơm. Trời ơi Xuân nghĩ sao Xuân đẹp vậy mà Xuân đi nấu cơm. Nè, tôi nói cho Xuân nghe ha. Dạ. Trời xanh Xuân đẹp vậy, đáng lẽ là phải vợ của những người mà có chức có quyền. Không ấy cũng phải hội đồng. À, đất đai cò bay thẳng cánh, có gia đình đồ phục vụ. Trời ơi đẹp gì tự nhiên phí tuổi Xuân rồi bây giờ không mướn được một người nấu cơm nữa, tội nghiệp quá trời quá đất. Dạ tại tôi muốn tự tay nấu nướng cho vừa ý chồng tôi. Với lại đi hát gì làm gì có dư tiền mà mướn bồi mướn bếp. Tội nghiệp. Bởi vậy cực khổ như vậy mà sao đi hát mà chi vậy? Thôi bỏ đi ha. Đi làm một chuyện khác đi ha. Và tôi coi tướng được cái Xuân ở nhà. Xuân là ít nhất là phải là người kêu là phải là vợ và phu nhân của những người giàu có đó. Ấy da. Cái gì vậy? Trời ơi, nãy giờ ăn thịt heo mà lộn thịt dê mới ghê chứ. Lưỡng mày. Phải không á? Nhìn cái da nó dày vậy là biết con dê chúa luôn á. Anh nói lớn quá làm cắt ngang câu chuyện của cậu hai rồi. Dê này đâu phải dài tới rúng. Vậy hả?
Trời ơi, dữ gì sao? Mày ăn thịt dê rồi mày có bao giờ mày nghe con dê nó kêu chưa? Đó, nghe, nghe chưa? Rồi. Nghe rồi hả? Nghe rồi. Nó kêu làm sao mày kêu coi? Thôi. Kêu lại coi. Thôi à. Đây là con dê gì biết không? Con dê bệnh. Còn con dê mà nó đang sung nó kêu khác. Dạ, con dê đang sung hồi nãy con nghe rồi. À. Mày thấy con dê đá chưa? Thấy chưa? Thôi khỏi. Thôi thôi thôi, thôi xin lỗi cậu ba nghe làm mất cục hứng của cậu ba hết trơn à. À Sen ơi. Dạ. Em ra em coi lấy đồ ăn vô nấu ăn thế chị Xuân đi, chị Xuân có khách rồi. Cậu ba. Nghe. Tôi gửi tiền nè, ha. Dạ, cảm ơn cậu ba. Có nhiệm vụ nha. Dạ, chuyện của cậu ba dặn em nói rồi. Biết rồi, bây giờ dây qua xách cái vỏ đồ ăn đó vô nấu nướng ha. Dạ. Không để cho cô Xuân đụng móng tay biết chưa? Dạ dạ. Tiền tiền thưởng luôn á nha. Rồi. Sen để chị nấu được rồi. Em nấu mà cho chị. Xuân Xuân đưa đây. Cậu ba. Đó này đi vô. Đẹp gì Sen ơi. Nấu ăn này nè. Sen ơi. Hả? Cái gì vậy? Còn cái này tặng cho cô Xuân luôn. Ê, khoan, ha cậu ba. Khoan, quên trời đất ơi. Cái này là cam, bột gà với có mật ong trẫm. Con sắp giải nữa. Rồi. Dạ. Nhớ tẩm bổ cho cô ấy hát hay nha không? Dạ. Một mình cô ấy uống thôi nha ông Sen. Dạ. Mày làm gì vậy? Ăn lâu quá mới được ăn ngon cho nên cừ. À. Ai vậy, cấm đâu cậu á? Mày cừ vậy mà tao tưởng mày trói không. Dạ xin phép cậu ba tôi. À, khoan. À, tôi có ý này tôi muốn nói với Xuân. Dạ tôi dời Xuân lên đây ha. Dạ, yeah, tôi dời Xuân lên đây. Được rồi cậu ba ơi. Tôi thỉnh Xuân ngồi. Trời ơi. Mời Xuân. Dạ. Thôi, sao? À, Xuân, tôi có chuyện này tôi muốn nói với Xuân. Rồi, cậu. À, không biết hôm nay con Sen nó có nói gì với Xuân chưa? Dạ, Sen chưa có nói gì với tôi á. Sao nó mới nói với tôi là nó nói với Xuân rồi, chuyện quan trọng lắm. Dạ, không có. Nó nói rồi. Cho tôi nhờ nó đó. Cái tôi nói là nếu mà nói rồi thì tôi sẽ cho tiền nó. Nó đòi là 100. Mà 100 đó là tương đương với một bộ lưng. Coi như là tôi đưa bộ lưng rồi á. Ủa? Nó chưa nói gì hết à? Dạ, không có nói gì hết á. Ôi chết cha. Trời. Ủa mà sao cậu rộng rãi quá vậy? Cậu đưa cho cổ 100 đồng hả? 100 đồng. À. Mà 100 đồng là giá trị bằng một bộ lư đó. Bộ lư đồng đó Xuân. À. Cái chuyện đó tương đối nó cũng quan trọng. Dạ, rồi vậy chuyện đó làm sao cậu nói đi. À, tôi giờ còn hai thằng cô hồn này sao nói được rồi. Nó ăn thịt queo mà nó tưởng nó ăn cái thứ gì. Nó ăn vỏ xe hay cái gì mà ăn tiếp đi anh. Ăn đi, kệ nó cô hồn mà. Nói cậu ai thấy gì đâu. Thôi nếu mà cậu thấy không tiện nói thì xin phép cậu đi nấu cơm rồi nói chuyện với hai anh đi. Cô Xuân à. Dạ. Cô Xuân ơi. Chỗ này rau gì đờn ăn nè. Rau vô, rau đi. Cô Xuân à. Tôi đã xem cô hát cách đây 3 năm rồi cô Xuân. Rồi gánh hát của cô rày đấy mấy đó. 3 năm nay cô mới trở lại chỗ này. Thôi mày dẹp đi mày. Vậy hả? Tao đâu phải cái phát đâu mà tao mới nói cái mày rau đờn á. Ai biết tao thấy vô dây à. Vô rồi mà vô đâm lủng mấy cái xuồng vô. Đó nó nói đúng đó. Cô Xuân ơi. Nữa. Cô Xuân ơi, tôi mê cô dữ lắm. 3 năm nay không giờ phút nào tôi quên được hình ảnh của cô. Trời ơi. Dáng cô thon thả, một cô đào khả ái của gánh hát nụ tầm. Bậy 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 bà nội mày chứ bậy. Gánh hát tầm xuân thôi chứ làm gì có tầm nụ ở trong đó. Tao thêm chữ nụ được không? Không. Gánh hát người ta tự nhiên đi đổi á. Mày nói mày tầm xuân đúng không Xuân? Dạ. Ôi cô Xuân ơi, cô Xuân ơi, cô giống như một đóa hoa, một đóa hoa đang thời hương sắc, hương sắc ngào ngạt. Vô 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 ông nội mày chứ vô.
tao đâu phải kép hát đâu mà kêu tao vô giọng cổ. Hương nồng. Trời ơi, sao mày không đợn? Nói không phải vô giọng cổ sao đợn? Thôi không cần mày. Ở đây có năm ông nội mặc áo xanh nè. Năm ông đợn giùm tôi nha. Tôi mà ca không được là lát tôi không cho bộ lư nào đâu. Nghe không? 1, 2, 3, vô! Đáng lẽ phải được nâng niu chiều chuộng trong lòng. Cô Xuân ơi, tôi nói thiệt, cô là một người rất đẹp, mà tại sao cô lâm vào cái hoàn cảnh mà bèo dạt mây trôi? Tôi nói thiệt, tôi muốn nai lưng giúp đỡ cô, muốn đứng ra tạo quyền lực của tiền xây lâu đài cho người ngọc. Nghe đồn chồng cô là một thằng mất dạy, nó sống bên cô để hưởng kiếp an nhàn, đúng không? Vậy là... Xin lỗi, cậu đã lầm. Chồng tôi không nghèo hèn như cậu tưởng. Xin cậu đừng tiếp tục nói xấu chồng tôi, mà sẽ có chuyện không hay không đẹp xảy ra. Không có. Xin cậu từ nay đừng tìm tôi nữa. Cô Xuân à, cô Xuân à. Tôi chỉ tiếp chuyện với cậu lần này là lần chót. Chào cậu. Cô Xuân, tôi xin lỗi. Cậu đừng có nắm tay tôi. Cậu buông ra đi. Xin lỗi. Cái chở gì vậy? Làm gì? Làm gì nắm tay vợ tôi à? Ông là ai? Đó vợ mày hả? Trai. Đưa hung thú tao coi coi. Cái mặt mày giấy thế thân còn không có, làm gì có hung thú. Mới hỏi tới rồi mặt xanh như đít nhái rồi. Mày hỏi tao gì, mày hỏi lại coi. Mày là ai? Trời đất ơi, lần đầu tiên có một thằng nó dám kêu mình bằng mày. Anh chỉ tôi... có cha mẹ tao dám kêu tao bằng mày thôi nha mày. Mày muốn biết tao là ai à? Nghe nè, tao là Quyện con. Là gì? Là con ông Quyện. Mày không hiểu hả? Nói cho mày biết cái đất này là đất của cha tao đó. À, tao gật đầu cái rụp cho tụi bay được hả? Mà tao không cho bay hát ha. Lúc đó bay sao mày biết không? Bay nhổ xào cho ghe hát trôi xuôi, lòng nắng chịu một nỗi buồn nhức nhối. Hiểu không? Mày liệu hồn mày nha mày. Mày ngó hả mày? Nè nè, mày ngó hả? Cậu ba. Gì? Cậu liệu hồn thì có. Ê thằng rồm kia, cậu biết ở đây là ai không? Mày khỏi nói. Đây là mày nói nó ai? Dám mày nói nó con Phủ lắm à. Con Phủ là bạn thân của tao, là hồi xưa tắm mưa ở chuồng chung với tao nè. Rồi khỏi chỗ này chết đây. Mày vấn mặt hả mày? Con thằng trôi sông lạc chợ này, mày khè hả? Tôi tức quá cậu. Cậu mày tức này rồi mày làm gì tao? Thôi chết à. Mày tức rồi mày làm gì tao? Đi đi đi. Mà làm gì không kinh lại hai được hả? Gì? Lão cá hả? Làm gì? Gì lão cá? Tôi lắc đùi. Bởi vì trong đùi tôi có đồng hồ quả lắc. Muốn coi không? Ta lấy ra cho coi. Là. Đồng hồ quả lắc. Mày bán hết cái gánh hát mà mua không được cái nắp đồng hồ này nè. Nó quý lắm bởi vì nó lắc. Nó lắc hay lắm. Nó lắc mà khi tao bỏ trong đùi nha. Nó lắc mà tao lấy ra không kịp, bầm hai cái bắp dế luôn mày tin không? Thấy cái đồng hồ là thấy hết hồn rồi. Bữa nay tao nói thiệt mày nha, tao bận. Giờ này tao phải về, tao cùng với cha tao tiếp ông quan Phủ. Không biết có chuyện gì mà ông thân tin xuống đây không hiểu. Mà không phải ông đi một mình, ông đi với một ông. Ông Tây tên là Robert de Fox. Mày hên đó nha. Chứ không thôi là tao cho mày mềm xương nha mày. Mềm xương hả? Mày ngoan. Ê. Anh Tuấn. Thôi anh. Anh Tuấn, vì yêu em mà anh phải chịu nhục nhã, vì muốn bảo vệ em và con mà anh phải giấu giếm thân thế của mình. 2 năm nay, ngoài tình yêu anh dành cho em, anh còn là một người cha tốt, một người khán giả trung thành, luôn trân quý nghề hát của em. Anh không ngại gian khó mà dấn thân cùng với gánh hát,
và cùng với em để sống một đời sương gió. Nhưng hôm nay ông bà Phổ đã tìm đến tận nơi đây rồi anh à. Ông bà Phổ chỉ có một mình anh là con. Em xin anh hãy về phụng dưỡng cha mẹ cho trọn đạo hiếu đi anh. Xuân. Dạ. Anh hỏi em, cậu Ba Lạc là người giàu có vậy đó, bây giờ cô cưới em về làm vợ nè, cho em sống trong cảnh giàu sang sung sướng, bắt em bỏ nghề hát em có chịu không? Không, không bao giờ em chấp nhận cuộc sống giàu sang mà phải từ bỏ cái nghề hát của mình đâu anh. Vậy thì tại sao? Tại sao em bắt anh phải bỏ em, bỏ con, bỏ cái hát của mình, bỏ những điều thiêng liêng đó để trở về cuộc sống giàu sang? Tại sao vậy chứ? Trời ơi. Em, anh Tuấn. Xuân. Trời đã phó thác cho em tiếng hát giọng ca để trang điểm cuộc đời làm vui thiên hạ. Xuân ơi, mối quyến rũ thế gian không cám dỗ được em rời xa khán giả. Thì anh đâu thể vì những tư lợi nhỏ nhen trói buộc em cho thoá già riêng mình. Nghệ sĩ không phải của riêng ai, sân khấu là gia đình. Khi trống dục rờn ráo, đèn màu bật sáng, mỗi khúc mắt vui buồn đều bỏ lại sau lưng. Xuân ơi, anh hiểu em là người của nắng gió mười phương, đêm đó phải dấn thân bước vào cuộc sống. Màng nhung cháy ra như tâm hồn mở rộng, em bay cao trong các dòng của mỗi người. Sau khi bức màn nhung khép lại, cuộc sống thực tại của những người theo nghề hát rất bấp bênh vất vả. Còn anh là con trai của ông Phổ, anh phải được sống cảnh vinh hoa phú quý, cơm nhân nước đốt kẻ hầu người hạ. Đừng vì em mà từng sau bức vách của tòa tháp gà Vĩnh Phủ, mình nhìn ra bên ngoài qua con mắt tưởng tượng kiêu xa, làm sao thấy được những con người mang những áng mây hồng. Họ chỉ sống bằng những rung cảm thật trong lòng, không bận biểu bon chen tranh giành quyền lợi. Người ta bảo đồng tiền có thể mua tiếng, nhưng thật sự có những thứ rất thiêng liêng, không của cái nào mua nổi. Mà chỉ cần một chút nghĩa, chút tình là xóa bỏ được mọi cách ngăn. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Hồi sáng giờ ông bầu đi lên huyện mà giờ này chưa thấy về, sao em lo quá. Đúng rồi, ba đi từ sáng giờ rồi anh ơi. Tôi nghi là ông bầu bị vu oan giá quả gì đó. Hồi nào giờ đó ổng chỉ dẫn gánh đi hát thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu. Nhưng mà bị cấm hát 2 tháng nay rồi. Cậu mà ơi, ba đi. Hay là giờ em lên trên huyện nha, để em coi thử có chuyện gì không. Đi đi chứ, đúng rồi đó. Có đây nè. Má, thấy không? Nó đây là bà thấy chưa? Má ơi, có chừa lầm chưa? Má. Dạ. Con chào ông bà Phủ. Không dám, không dám. Con chào ông. Dạ, con không dám. Dạ thưa ba. Dạ, con mời ba ngồi ba.
ông nội ơi, dạ. Sao tôi dám lên đó? Kiểu bà vua không? Dạ. Dạ bệ hạ, mời bệ hạ ngồi. Bệ hạ. Ba, ngồi đi. Bà chuyện bệ hạ chút. Ngồi đi. Dạ ba. Bệ hạ ngồi đó đúng rồi đó. Bệ hạ làm ai chứ còn hai người già đâu phải ba má của bệ hạ. Tôi sinh con ra tôi chỉ mong làm cái chức huyện phủ là được rồi. Giờ làm cái vua tôi làm sao dám làm cha của vua trời. Làm sao tôi dám làm cha chồng của nữ vương. Ha? Quá dạ. Mất rồi trời ơi là trời. Con chào bà. Ở chết, con khỏe hả con? Dạ, cảm ơn bà con khỏe. Bà hả? Cái gì? Ai mà con kêu bằng con hết đâu vậy? Thì nó ở nhà mình ba. Tầm bị thằng bà bây giờ nó làm quan đó. Ờ. Đâu có, con vô con đây con làm quân sĩ không à? Bà quân sĩ cũng có kiếm rồi đó. Bà đừng có nói chuyện với tôi đâm vào lầu ruột bây giờ. Xích ra. Lâu ngày gặp ông vẫn khỏe. Khỏe. Giọng ông vẫn ào ào. Mình chứng kiến tao đúng không? Ông kỳ quá. Chứ kiểu ông đi chọi chén đá gì? Bây giờ con chán mẻ rồi bà. Mày theo đoạn hát riết mà thành cái miệng vua luôn bây giờ. Dạ xin phép ông bà cho con với anh Dân lên trên huyện để con coi thử cái kẻ hèn hạ nào mà nó hãm hại ông bầu bị bắt ở trên huyện á. Muốn biết kẻ nó lắm hả? Dạ muốn chứ. Con muốn làm con chửi nó. Chửi ông tao nè. Ba, cái này ba làm gì sao ba? Ba, tao đó rồi sao? Nhưng mà ông bầu vô tội. Ông bắt ông rồi rã cái hát tội nghiệp tụi tôi chứ. Tội nghiệp tụi bay rã tội nghiệp tao. Cái nát tụi bay rù quên con tao. Thứ tụi bay cần gì phải tội nghiệp chứ. Xin ông hãy lựa lòng. Ông không được xúc phạm người ta. Xúc phạm thì sao? Mày biết mày đang nói chuyện với ai đấy không? Tôi biết. Trước mặt tôi là một quan phủ quyền oai, nắm trong tay sinh mạng con người và bàn cân công lý. Ông muốn bắt ai thay, tùy ý một lệnh thắng tung ra là một lệnh chỉ lớn hơn trời. Bỏ tiền mua vui, ông bao vàng chúng tôi về tiêu khiển. Tài hát ông khen hay, nhưng người hát thì ông chê là vô loại. Còn ông tự theo gánh hát bỏ nhà, ông đổ thừa tội lỗi là do chúng tôi. Không thấy mấy người đang dụ con tao à? Nè, một tao thuộc hàng ông thất. Hồi trước đàng hoàng, ngoan ngoan nết na. Từ khi kết nát tuổi bây về, nó trở chân bê tha. Má, con đã khôn lớn trưởng thành, con chịu trách nhiệm chuyện con làm ra. Cái gì? Con chịu trách nhiệm con làm ra phải không? Dạ. Con má biết má nghe hết trơn hết trọi rồi nè. Gì má? Mày quay đi, mày quay qua một vòng cho ba mày coi coi đó. Mày quay một vòng coi ba mày coi coi. Trời ơi là trời, quần áo như vậy đấy hả? Đó đó, mấy người thấy chưa? Còn ra cái thứ gì nữa không hả? Con của tôi ngày xưa như thế nào? Có theo mấy người có bao nhiêu lâu đâu mà có nó thân tàn má dại vậy? Mấy người vừa lòng hả? Dạ chưa? Con vừa lòng hả? Dạ con chưa? Trò chơi tình ái của cô mang lại kết quả như vậy nè. Cô đã cướp mất của tôi một thằng con trai. Cô đã biến nó trở thành kẻ bất hiếu, quên cha quên mẹ để chạy theo cô. Cô tưởng tôi chịu bó tay sao? Là vì tôi xót thương cho giọt máu của con trai của tôi. Bây giờ cô đã là mẹ rồi, chắc cô cũng không nghĩ đến cha của cô nữa đâu. Tôi sẽ bắt cha của cô thế vào chỗ thằng Tuấn má. Có điều thằng Tuấn ở bên cô được cô thương yêu che chở đó. Còn cha của cô chắc chắn sẽ ngồi tù. Ông Vũ, bà Vũ. Xin ông bà Vũ tha cho cha cô. Tôi sẵn sàng tha cho cha cô. Và cho gánh hát cô tiếp tục đi hát, tiếp tục hành nghề với một điều kiện. Điều kiện nghĩa là con phải chịu mất chồng con. Con hỏi tôi quỳ xuống đây tôi lại con, tôi gian con trả thằng Tuấn về cho tôi đi con. Bà không được năn nỉ
mà không được xuống nước, nghe rõ chưa? Bà Vũ, bà đừng lại cô. Cô nghe lời đây, cô cho cô ít phút suy nghĩ và trả lời cho tôi biết. Không ba, Xuân, Xuân ơi đừng, ma. Ba má ơi, dù vợ con không phải là ba má trọc cao cưới hỏi, nhưng hiện giờ là lẽ sống của con. Lẽ sống của con nhưng mà là nhục nhã của cha má, của ba má con, của dòng họ. Ba kêu ba, thà con chịu, con chịu tiếc là đứa con bất hiếu. Đừng nói vậy mà. Hơn là con làm chuyện bất nhân. Anh Tuấn không được vô lễ với cha. Ăn ở với người ta có con rồi lại ra đi. Thì tranh sao khỏi thế gian nguyền rủa. Họ cho rằng con là người vô nghĩa. Thì danh dự nhà mình cũng bị ố quên. Ba ơi ba, huống chi đứa trẻ sơ sinh nào đâu có tội tình gì mà bắt nó chịu bơ vơ tôi cũng. Chưa tròn một tuổi đời đã khổ vì có mẹ không cha. Tuấn ơi, má, con biết thương con à, sao con không thương cha mẹ lúc mơ tuổi già. Má, nay mai sẽ nối bước theo ông theo bà. Con cô mất đi, con còn có con khác được. Chứ cha mẹ mất rồi, con biết tìm đâu ra. Con cuối xin má ba hãy giảm cơn thịnh nộ. Má ơi, suy nghĩ lại cho con nhờ. Ba ơi, nó với ba má trọn đời làm tròn bổn phận dâu con, chứ chạy theo chi hộ đôi môn đăng. Ba vợ chồng như mặt trời mặt trăng. Má ơi, con sẽ khổ tâm chứ hạnh phúc gì đâu. Thơ tình mượn duyên ở sao bằng phú tùy phú sướng. Trên thuận dưới hòa chung thủy đến trăm năm. Thôi đi, mình đừng nói thêm lời nào nữa. Không không, tao đánh đâu bà. Tao sẽ tự đập đầu tao, tao chết cho mày vừa lắm. Bà ơi, bà lại bà. Mày giết chết ba mày, rồi mày giết chết ba mày luôn đi. Má ơi, tao cắn lưỡi, tao chết, tao tự dẫn tao chết. Má, bà bình tĩnh, bà ơi, bà bình tĩnh đi bà. Ừ.
Tuấn. Ba anh thương anh. Ba anh thương anh. Em xin anh, xin anh một lần này thôi. Xin anh thương em, thương gánh hát, thương ba em. Tuấn ơi, má xin con, con thương ba, thương má, thương gia đình mình đi con. Về ba đi con. Về đi anh. Cậu hai! Cậu hai! Cậu hai! Ơi! Chị Xuân ơi! Chị Xuân! Chị Xuân ơi! Chị Xuân! Chị Xuân ơi! Bé Kiệt! Con của chị! Bé Kiệt bị lính quân phủ bắt đi rồi! Kiệt, con tôi, con của tôi, con của tôi, con của tôi, Kiệt không ơi. Ơi là trời, tôi năn nỉ mấy người làm ơn dìa giùm tôi đi. Cứ ở đây hoài, ông nhà tôi mà ông dìa tới là khổ đó. Nếu hôm nay bà không trả cháu lại cho tôi, chúng tôi nhất định không về. Bà phụ, bà từng làm mẹ mà. Bà mất cậu Tuấn, bà lo lắng không yên, bỏ ăn bỏ ngủ. Chứ sao? Vậy thì tại sao bà không cảm thông cho người mẹ đau khổ này? Bà phụ, bà chỉ muốn anh Tuấn rời xa đứa con gái làm nghề hát như con thôi. Mất anh Tuấn, con như chết nửa linh hồn. Đứa trẻ thơ kia là nửa phần hồn còn lại của con. Ông xin bà trả con của con lại cho con đi bà phụ. Con xin nó lại làm gì? Không phải xin, mà là đòi. Ờ thì đòi đi. Mà mấy người đòi nó về làm chi? Mấy người nuôi nó ổi nó không? Cho nó ăn cái gì? Thưa bà phụ, những đứa con nhà nghèo vẫn lớn khôn, vẫn được nuôi dạy đàng hoàng,
dù không có chăn bông sữa hộp. Con của con cắt ruột sinh ra, con biết là phải nuôi nó bằng cái gì. Có thể bằng máu thịt của con, bằng chính cái thể xác vô hồn vì bị người ta cướp mất đi hạnh phúc. Bà có thể cướp khỏi tay con người chồng trăm năm kết tóc, nhưng xin đừng cướp hạt giống thiêng liêng từ một mối tình vô phước vô phần. Nửa cuộc đời con đã nát vụn nhục nhằn, còn một nửa xin bà để cho trọn vẹn. Bà giữ con, bà thì bà cho con giữ con của con. Nước mắt của con đã khóc hết cho chồng, vậy thì nụ cười xin dành cho hồn máu chất chiêu kỷ niệm. Bà có dư tiền rừng bát biển, xin hãy bố thí cho con của con một ước nguyện bình thường. Cái gì? Cái gì phải xin thỏa? Thằng Kiệt là của mình, người ta ăn cắp, mình đòi lại. Cái gì ăn cắp? Người ta phải trả. Không trả, con quậy nát cái quyển này nè. Đừng nóng. Rồi ra sao thì ra. Đừng nóng. Trời ơi, tôi thương cháu, tôi đem nó về khỏi Long Đông vất vả, mấy người muốn cái gì nữa? Khổ quá mà. Cái gì? Cháu. Cháu. Cháu nào của bà? Bà có ai là dâu đâu mà xưng là cháu? Nó từ trên trời rơi xuống hay từ đất nẻ chui lên? Thưa bà, nó là một đứa con của một mối tình không tuổi không tên, và nó vốn được sinh ra giữa chiếc ghe hát lên đền trên sông nước chập trùng. Bà hãy trả nó lại cho con, và bà hãy yên lòng, nó sẽ được nâng niu trong tình thương yêu của những người tốt bụng. Con chỉ rời khỏi nơi đây khi trên tay nghe ấm hơi nồng của đứa trẻ, để suốt đời làm nguồn sống cho con. Rồi sao? Bây giờ con muốn dọa tôi nữa phải không? Không phải dọa đâu, mà đó là điều kiện tối hậu. Bà trả thằng Kiệt thì chúng tôi về. Không, chúng tôi chết ở đây nè. Đừng chết đây ông chết rồi gánh hát ông sao? Rồi này nè cậu làm ơn. Rồi đúng đó, chúng tôi thà chết ở đây nè. Cô làm ơn, cô nói thôi, bà con. Rồi bà, mấy người muốn chết ra ngoài đi, đi về đi, ngồi hoài đi, ăn cơm đi vô ngồi tiếp. Lại là ông à? Tại sao ông có thể lạnh lùng trước nỗi đau của người khác vậy? Sao ông ác quá vậy? Trời ơi, nó là cháu nội của tôi, tôi giữ nó không được sao? Mấy người làm gì dữ vậy? Nó là cháu nội của tôi mà. Tôi Thanh, con làm gì vậy? Con tôi Thanh à, dạ thưa hai bác, bấy lâu nay con biết hai bác ép anh Tuấn cưới con là vì muốn cho gia đình mình được nở mày nở mặt. Nhưng cuộc hôn nhân của cha mẹ sắp đặt đã không đem đến cho chúng con niềm vui trong hạnh phúc. Càng kéo dài chuỗi ngày đồng sàng dĩ mộng thì càng chất chồng thêm cay đắng đau sâu. Rằng chúng con sắp nên vợ nên chồng, nhưng nhịp tình chúng
đường tình không kết nối, nên mỗi người đành ôm một nỗi niềm riêng. Chỉ mà bây giờ chấp nhận xa nhau, để hai kẻ thương đau được chìm trong hạnh phúc, cho hai kẻ yêu nhau được làm đôi chim liền cánh, bay giữa trời xanh sống hạnh phúc đến trọn. Là kiệt, Thanh Đan, con làm cái gì vậy? Con mời con ngồi. Con mời bác ngồi. Con biết hai bác vì sĩ diện và danh dự của người lớn mà khó lòng nhắc đến. Vậy thì hôm nay đây, Cho con xin được từ hôn. Thanh à, con biết là con đang nói cái gì không? Bao tiếng nhục nhơ, bao lời rẻ khinh miệt thị của người đời, con xin nhận hết về mình, để trả lại hạnh phúc gia đình, trả lại yên ấm cuộc tình cho người mình yêu thương. Nỗi u buồn sẽ chẳng dâng dương, sẽ không còn ai đau khổ thê lương, không còn ai oán hận loạn trường khi con đoạn tuyệt mối tình đơn phương. Chị Thanh, tôi đã quen rồi cuộc đời sương gió, hãy để cho tôi về lại với sông hồ. Cơ cực khổ đau nhiều, tôi xin gánh chịu phần đắng cay. Tôi sẽ xa rồi nơi đây mãi mãi, chị và anh Tuấn Hải nói lại câu thề dù gió góc biển chân trời, mong anh chị trọn đời bên nhau. Chị Thanh, chị không thể làm vậy. Con đã có những quyết định cho những dự tính của con rồi. Con chào bác. Chào mọi người. Ông ơi ông, tôi lại ông mà. Tôi thấy cháu nó nhớ mẹ nó, nó khát sữa, nó khóc hoài, nó nóng ruột lắm. Ông làm ơn, ông đừng có để. Linh Nhi, khóc hoài. Tôi nói chuyện. Ông Bảo, chuẩn bị mấy tuần thiệt hay vui đi. Hát đám cưới hay đứa nhỏ ngang.
tông sao lúc nào cũng ào ào hoài à? Tôi nói con tông một à. Ủa là sao? Ông chịu rồi đó, kêu anh xui đi. Dạ, cảm ơn anh xui. Cảm ơn anh xui. Dạ, cảm ơn nhiều dạ, lắm. Dạ vậy nè, mai mốt mà tiếp tục đi hát nữa, kiếm đứa nào khác thay con Xuân đi, để nó nhà nó lo cho cháu nội tôi. Nó còn nhỏ mà đi hát tội nghiệp lắm. Nha, kêu người khác, kêu đào khác nha. Nghe con. Dạ thưa ba, ba. Thưa ba. Má. Thưa má. Con cảm ơn ba má đã chấp nhận con là dâu. Và con của con là cháu nội. Đối với con như vậy là quá đủ. Con biết nếu con ở lại đây, con làm dâu với ba má, con sẽ được sống cảnh đời sung sướng. Nhưng con xin ba má cho con được tiếp tục đi hát, vì con không thể xa ánh đèn sân khấu, xa anh chị em đồng nghiệp và khán giả thân thương. Xuân, anh Tuấn, em xin anh lần này là lần cuối cùng, anh hãy cho em. Không, đúng rồi, không một lần nào nữa đâu em. Dũng cảm lên con. Mà anh sẽ vì em, vì con, vì gánh hát của chúng mình, anh sẽ đi với em. Ông nội ơi, ông thấy tôi bây giờ tôi quyết định nè. Ông đừng có cãi cả, mà bây giờ cãi cả người ta đuổi theo luôn. Bây giờ con cứ đi theo vợ con, đi theo gánh hát đi. Dạ. Để cháu nội đây nè, ma chăm giùm cho ha. Lâu lâu rồi cái về đây thăm má và thăm cháu nội của má nha. Trời ơi, thằng nhỏ dễ thương quá. Ba nó giùm quá. Bây giờ tôi ra, tôi lệnh của tôi nè. Bây giờ bà về là tôi lệnh ai? Đốt về hát. Cái gì vậy? Nhảy lên. Ủa sao vậy? Ông sao tự nhiên đốt ghé hát bà sao? Ủa đại diện tôi biểu mày đốt ghé hát cho mày, đốt ghé hát cho tao. Chị, sao vậy ông? Tao sao tự nhiên đi đốt ghé hát của người ta? Trời ơi, mấy cái ghe đó nó hư hết rồi, nó cũ rồi, đốt đi sắm ghe mới. Trời ơi, đúng không? Cháu nội tôi đi ghe nó nguy hiểm lắm. Trời ơi, nha. Gánh hát nghèo không có đủ gạo ăn, tiền đâu sắm ghe mới. Tiền bà lấy tiền đưa cho anh xui sắm cái ghe thiệt là mới cho tôi nha. Ba ngàn ghe nè, tôi cấm ngang không được hát ngoài cái phủ này, phải hát trong phủ thôi. Để lâu lâu về còn lo cho nội tôi nữa. Ủa, nghe không? Nhưng mà khán giả. Dạ sao? Khán giả tôi bao vàng. Ơi hả? Hay quá. Ông lúc nào á là cũng ào ào á. Nhưng mà lần này ông ào ào á là hay nhất luôn á. Quá khổ khổ. Cảm ơn ông Phủ nhiều lắm. Cải lương của tôi mà có được những người như ông, gánh hát của tôi được vậy đỡ khổ dữ lắm. Cải lương sẽ sống mãi. Dạ cảm ơn ông. Để tạm cho coi. Nè đảm đi. Dạ. Kính thưa bà con cô bác, kính thưa quý vị khán giả mộ điệu bốn phương, đời nghệ sĩ với khán giả như kiếp tầm trả nợ dâu, rút ruột nhã tơ xa sân khấu, xa khán giả là một mất mát không thể gì bù đắp được. Như tôi hết làm kép chánh rồi làm bầu gánh hát, con gái của tôi là cô Đào Hai Xuân cũng tiếp tục nối nghiệp. Cải lương trăm tuổi chưa già, tụi tôi còn sống là còn ca hát hoài. xin hứa với quý vị khán giả ân nhân là như vậy. Kính chúc quý vị, kính chúc cải lương gắn bó kheo sơn. Xin cảm ơn toàn bộ nghệ sĩ đã tham gia trong bản cải lương. Xin chân thành kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu tặng hoa cho mình. Một lần nữa xin mời toàn thể ban nhạc, dàn nhạc tân và dàn nhạc gỗ chúng ta cùng lên sân khấu để nhận những bó hoa từ phía lãnh đạo. Xin kính mời các. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý khán giả, vở cải lương Giấc Mộng Đêm Xuân đến đây kết thúc. Một lần nữa xin thay mặt toàn thể nhà hát cải lương Trần Hữu Trang xin chân thành cảm ơn sự hiện diện hết sức quý báu của quý vị khán giả, quý đại biểu. Xin chân thành cảm ơn và hẹn ngày gặp lại.